Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 21. Chẳng phải chỉ là võ đạo tông sư thôi sao, cho ông thấy kiếm pháp là thế nào. Kim Tam Mộc một tay bấm quyết, một tay chỉ kiếm. Kiếm thanh phong bỗng phát ra hào quang, soạt một tiếng đâm về phía Trương Điên. Trương Điên đối diện với kiếm pháp đạo môn chính tông, cũng không dám sơ suất, vung kiếm trong tay, đấu với phi kiếm. Ánh sáng trắng và ánh sáng xanh đan xen vụt lóe, tiếng kim loại đập vào nhau vang lên liên tục. Na Mạc Hòa nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cuộc giao đấu của cấp tông sư, chỉ khí thế này đã đủ nghiền chết người. Ông ta quyết định tránh xa nơi thị phi này. Cái bang không dễ chọc, Bạch Vân Quan càng không dễ chọc. Nhân lúc tất cả mọi người đồn sự chú ý vào cuộc đấu kiếm giữa Trương Điên và Kim Tam Mộc, Na Mạc Hòa lặng lẽ chưa ồn ra ngoài từ trong góc tường sập đổ bên cạnh thi thể của Lư Thủ Sơn. Để tránh gây chú ý, ông ta cũng không gọi 20 mấy vệ sĩ của mình dẫn theo, đã lên xe hơi bỏ chạy. Ánh mắt của tất cả mọi người trong sân viện đều bị thu hút bởi kiếm quang. Phi kiếm của đạo trưởng Kim Tam Mộc nhẹ như gió, tung bay lên xuống, giống như phượng hoàng múa trên trời xanh. So sánh ra, kiếm pháp của Trương Điên vụng về hơn rất nhiều. Nhưng kiếm trên tay ông ta lại có sức mạnh hùng hậu, mỗi một kiếm đều như mãnh hổ xuống núi. Ngay cả Kim Tam Mộc cũng không dám lấy phi kiếm đập với ông ta. Như vậy, hai người đấu kiếm đủ một khắc, lại không phân cao thấp. Adam đứng bên cạnh Kim Tam Mộc nhìn mà trong lòng nổi sóng. Đây là lần đầu tiên anh ta được xem cao thủ thực sự đối quyết. Một người là võ đạo tông sư, một người là bán tiên toàn chân. Adam cảm thấy, chuyến đi đến Hoa Hạ lần này đúng là rất đáng. Anh cũng càng kính phục Hoa Hạ, ngay cả một bang phái được thành lập từ đám ăn xin cũng có cao thủ như vậy, so sánh ra, những võ quán ở Los Angeles thực sự quá yếu. Trương Điên thấy tình hình bế tắc, trong lòng hơi nhụt chí. Dù sao đối phương dùng pháp lực, còn mình thì dựa vào chân khí thực sự. Ông ta chưa từng tu thuật pháp, không biết loại nào. Tiêu hao lớn hơn, ít nhất bề ngoài, Kim Tam Mộc điều khiển kiếm từ xa có vẻ nhẹ nhàng hơn, gây áp lực lớn cho ông ta. Hay! Trương Điên hét lớn một tiếng, vung kiếm ra. Đường kiếm này ngưng tụ công lực cả đời của ông một A. Kiếm thanh phong bị ông ta đánh bay đi, múa loạn trong không trung. Kim Tam Mộc cũng kinh ngạc, tuy lực của kiếm này. Lại đến mức đó, suýt nữa khiến phi kiếm của ông ta mất kiểm soát. Võ đạo của thế gian đúng là cũng đáng học hỏi. Nhưng chung quy vẫn là tu vi của mình chưa đủ, nếu sư huynh Vương Sùng Tiên có ở đây, sớm đã lấy được thủ cấp của Trương Điên bằng một đường kiếm. Kim Tam Mộc gọi phi kiếm về, chỉ kiếm quyết, hai bên về lại chỗ ban đầu. Trương Điên biết mình không lấy được lợi gì, nếu là cuộc chiến chạy, thắng thua cuối cùng khó đoán, trừ phi mình dùng con tin uy hiếp Kim Tam Mộc, nhưng như vậy, lại thành kẻ địch của Bạch Vân Quan. Đám đạo sĩ tự xưng chính nghĩa này, có lúc còn khó nhắn hơn tiểu quỷ, một khi nhận định anh là tà ma ngoại đạo, thì sẽ đeo bám đánh đến chết. Trương Điên thu kiếm, nói Kim đạo trưởng, chuyện hôm nay là hiểu lầm, mấy người này uy hiếp con gái nuôi của tôi, xông vào tổng đàn của tôi mới muốn dạy cho chúng một bài học. Nếu tôi thực sự muốn giết họ, thì đã giết từ lâu rồi, việc gì phải bày đả cầu trận. Đạo trưởng đã nói là bạn của ông, vậy tôi thả người là được. Hôm khác, tôi mang thuốc trị thương quý giá của cái bang đến Bạch Vân Quan thăm Kim đạo trưởng. Kim Tam Mộc thấy Trương Điên đã nhún nhường, nghĩ thầm chỉ cần cứu người về là được, nếu đấu thật, thắng thua cũng chưa rõ. Bèn nói, đến Bạch Vân Quan thì không cần, chúng a nước sông không phạm nước giếng thì tốt. Trương Điên cười ha ha nói, xem ra Kim đạo trưởng không muốn làm bạn với tôi, tiếc quá. Kim Tam Mộc đang muốn nói bảo Adam đi giúp Lý Dục Thần cứu người. Bỗng thấy Lý Dục Thần đứng lên. Kim đạo trưởng, Lý Dục Thần nói, chuyện hôm nay không liên quan đến Bạch Vân Quan. Họ là bạn của Lý Dục Thần tôi, chuyện là chuyện của Lý Dục Thần tôi. Chuyện này do tôi tự quyết định, xin đạo trưởng đứng ngoài cuộc. Kim Tam Mộc hơi ngẩn người, gật đầu nói, cũng được, mời cậu Lý tự nhiên. Trương Điên hơi hiếu kỳ, tại sao Kim Tam Mộc lại ăn nói tôn trọng người thanh niên này như vậy? Lúc ông ta nhìn sang bên đó, bỗng vô cùng kinh ngạc. Ba người vừa nấy, rõ ràng đã thoi thấp thở, đặc biệt là hai người đàn ông, không chết cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Cho dù lấy hết gia linh đan rượu dược quý giá cất giấu trăm năm của cái bang, phải đến nửa năm một năm, họ cũng đừng hòng hồi phục.
Nhưng không biết thanh niên này đã dùng cách gì, hiện giờ ba người này đang ngồi thiền ở đó, xét từ khí tức trên người họ, dường như đã sắp khỏe lại rồi. Cậu là ai? Trương Điên nhìn Lý Dục Thần hỏi. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, ông không cần biết, vì ông sắp chết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, thủ đô không còn cái bang nữa. Trương Điên nghe thấy lời này, không nổi giận mà cười. Ha ha ha, tên nhóc ở đâu ra lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Ông ta nhìn sang Kim Tam Mộc, Kim Đạo Trưởng, nể mặt Bạch Vân Quan, tôi có thể không so đo với ông, cũng có thể thả bạn của ông, nhưng tên nhóc này, tôi không thể tha. Tôi phải lấy máu của hẳn tế bái các anh em đã chết của tôi. Kim Tam Mộc nghe thấy lời của Lý Dục Thần, cũng hơi kinh ngạc. Cái bang thủ đô truyền thừa ngàn năm, sau này, thế lực Bắc Cái sẽ ngâm vượt qua Nam Cái, đâu thể nói không còn là không còn. Chỉ riêng ở trong đại viện tổng đàn cái bang này đã có mấy trăm tên ăn xin. Huống hồ Trương Điên đã bước vào ngưỡng cửa ông sư, ngay cả mình cũng chỉ có thể đấu ngang bằng với ông ta. Còn là Trương Điên kiêng sợ Bạch Vân Quan, không dám liều mạng, nếu bị ông ta đánh gần, Kim Tam Mộc cũng không dám bảo đảm mình sẽ không thua. Nhưng người ta là đệ tử Thiên Đô. Chỉ với thân phận này, đã có thể ép chết phần lớn đạo môn thiên hạ, cho dù sư huynh Vương Sùng Tiên xuất hiện, cũng phải cung kính với anh. Kim Tam Mộc cũng rất muốn thấy đạo Pháp Thiên Đô, rốt cuộc lợi hại thế nào. Nhưng ông ta hơi do dự, dù sao Lý Dục Thần còn trẻ như vậy, cho dù bắt đầu tu đạo từ trong bụng mẹ thì có thể có mấy năm tu vi. Lỡ như có mệnh hệ gì, thì tội danh của mình lớn rồi. Đường đường đệ tử Thiên Đô, xảy ra chuyện ở địa giới Bạch Vân Quan, sau này trong đạo môn thiên hạ, Bạch Vân Quan cũng không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng lời của Trương Điên, ông ta chắc chắn phải phản lại, bèn nói, Trương Điên, ông đừng cuồng ngạo, người, hôm nay tôi chắc chắn phải đưa đi, ông có bản lĩnh thì đến Bạch Vân Quan tìm tôi. Trương Điên tức giận nói, Kim Lão Đạo, đừng nghĩ tôi sợ ông, muốn liều mạng thật, ông chưa chắc là đối thủ của tôi. Vậy thì thử xem, trong lòng Kim Tam Mộc cũng không vui, bộ râu dưới cam lay động không cần gió, pháp lực trên người nổi lên. Adam vô cùng hưng phấn. Trong lòng mong hai người đánh một trận, để anh ta xem cho đã mắt. Nhưng lại nghe Lý Dục Thần nói, Kim Đạo Trưởng, chuyện này là việc riêng của tôi, không liên quan đến Bạch Vân Quan, ông đứng ngoài xem là được. Kim Tam Mộc cảm nhận được ý giận trong lòng Lý. Dục Thần, biết Trương Điên chắc chắn đã làm chuyện khiến anh khó mà giải tỏa, bèn nói, được, cậu Lý cẩn thận. Ông ta quyết định đứng ngoài cuộc, vừa hay mở, mang hiểu biết đạo Pháp Thiên Đô. Nếu Lý Dục Thần không địch nổi thì ông ta ra tay. Tóm lại bất luận thế nào, cũng không thể để Lý Dục Thần chịu thiệt. Adam hơi chán nản, không được xem một trận cao thủ quyết đấu. Đồng thời anh ta cũng hơi căng thẳng, lo lắng cho Lý Dục Thần. Adam chưa từng nghe nói đến Thiên Đô, không biết thân phận đệ tử Thiên Đô tôn quý thế nào. Trong mắt anh ta, Kim Tam Mộc và Trương Điên đều là cao thủ thực sự, còn Lý Dục Thần, anh ta chỉ nghĩ anh gần bằng anh ta. Cùng lắm mạnh hơn anh ta một chút. Anh ta tưởng tượng nếu mình đấu với Trương Điên, có thể đánh được mấy chiêu. Nghĩ hồi lâu, cảm thấy có thể một chiêu cũng không đỡ nổi. Lý Dục Thần, thanh niên hoa hạ còn nhỏ tuổi hơn mình, có thể đỡ được mấy chiêu. Kim Đạo Trưởng, Adam lo lắng lặng lẽ gọi. Kim Tam Mộc giơ tay ra ý bảo anh ta đừng nói gì, yên tâm, lúc cần thiết, tôi sẽ ra tay. Trương Điên thấy Kim Tam Mộc buông tay không quản thật. Người thanh niên đó lại đứng ở đó, mặt hướng về mình, dường như muốn thách chiến, không khỏi cười điên cuồng nói. Ha ha ha, tốt, nhóc con, giỏi lắm, nể tình cậu có bản lĩnh, tôi nhường cậu ba chiêu, ha ha ha. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, không cần ba chiêu, một chiêu là đủ. Nói xong, trong tay trái có thêm một cây châm, tay phải thành kiếm, hai ngón tay nhẹ nhàng nhảy trong lòng bàn tay tay trái. Một cây kim châm bay ra. Hóa thành một đường kiếm quang, phụt một tiếng, xuyên qua người một đệ tử cái bang gần nhất, bay đến người tiếp theo. Sau đó là cây châm thứ hai, cũng hóa thành một đường kiếm quang, cũng xuyên qua cơ thể một đệ tử cái bang, rẽ một góc, lại bay đến người tiếp theo. Một lần Lý Dục Thần động ngón tay, thì có một đường kiếm quang bay ra. Trong tích tắc, ánh sáng yếu lóe lên, hoặc xanh, hoặc tím, hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc đen. Đây là, Kim Tam Mộc kinh hãi, nhìn chằm chằm từng thanh kiếm bay ra từ trong lòng bàn tay của Lý Dục Thần. Adam càng mở to con mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Khi cây kim châm thứ 49 trong tay Lý Dục Thần bay ra, đường kiếm đầu tiên đã lượn quanh một vòng, còn đệ tử cái bang bị đường kiếm đầu tiên đâm xuyên vẫn chưa kịp ngã xuống. Bây giờ, trong tay Lý Dục Thần chỉ còn lại cây kim châm cuối cùng. Đại diễn kiếm pháp, Kim Tam Mộc kinh hãi kêu lên. Không ngờ đời này lại có cơ hội nhìn thấy đại diễn kiếm pháp, Kim Tam Mộc vô cùng kích động. Còn Adam nhìn đến ngẩn người, đầu óc trống rỗng, chỉ nổi lên một từ, siêu ngầu. Trương Điên cũng chấn kinh, không ngờ thanh niên này lại có kiếm thuật kỳ diệu như vậy. Nhưng ông ta không kịp phản ứng, vì cây kim cuối cùng trong tay Lý Dục Thần đã bay ra. Cây kim này cũng hóa thành một đường kiếm quang, phi thẳng về phía Trương Điên. Đường kiếm này còn nhanh hơn 49 đường kiếm trước đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên diễn 50, sử dụng 49, giọng của Kim Tam Mộc khế run run, tôi tưởng 49 kiếm là cực hạn, không ngờ, có thể sử dụng ra một, không cần đến đó. Trương Điên không dám chậm trễ, ngưng thần tĩnh khí, hai tay cầm kiếm, truyền toàn bộ chân khí lên kiếm, ngay cả thân kiếm cũng khẽ cong lại. Đúng lúc ông ta định dùng công lực cả đời vung kiếm. Kiếm quang bản ra bỗng dừng lơ lửng bên trên ông ta. Chỉ thấy kiếm quang đó, xanh xanh óng ánh, khẽ phát hào quang. Quả đúng là tới như sấm sét bão bùng, ngừng như biển lặng sông trong hiền hòa. Kiếm này vừa dừng, 49 kiếm bay ra trước đó bỗng đồng loạt chuyển hướng bay đến. Trong tích tắc, 49 điểm hào quang, giống như ngôi sao rơi xuống bay nhanh đến. Từng đường kiếm quang bắt đầu chui vào trên thanh phi kiếm lơ lửng trong không trung, phi kiếm đó cũng bắt đầu to lên, hào quang cũng sáng hơn. Khi toàn bộ 49 đường kiếm quang nhập vào, trong không trung xuất hiện thanh kiếm khổng lồ. Chỉ thấy kiếm đó, dài 6 trượng, rộng 3 thước, thân kiếm phóng ra hào quang chói mắt. Trương Điên nheo mắt lại. Trước nay ông ta chưa từng có cảm giác áp bức mạnh như vậy. Dường như trời sắp sập xuống. Sau đó, thanh kiếm đó vụt lóe hào quang, trời đất tối sầm, kiếm khổng lồ hóa thành một đường lưu quang, đâm thẳng về Trương Điên. Trương Điên giơ kiếm trong tay, muốn ngăn cản, nhưng ông ta không động đậy nổi. Lúc này, với ông ta, chính là thời khắc tối tăm. Cả đời luyện võ, si mê võ đạo, bao nhiêu lần chất vấn con đường võ đạo, rốt cuộc ở phương nào? Nơi đỉnh cao, rốt cuộc là cảnh tượng thế nào? Hôm nay, cuối cùng ông ta đã thấy được. Tiếc là, ông ta cũng không còn cơ hội trèo lên con đường đỉnh phong đó. Kiếm khổng lồ đâm vào cơ thể Trương Điên, phát ra ánh sáng mạnh kịch liệt. Sau ánh sáng mạnh, kiếm khổng lồ tan đi, phân thành 50 điểm sáng, bay về trong tay Lý Dục Thần. Cùng lúc đó, đệ tử cái bang đầu tiên bị kiếm ngữ hành giết chết lắc lư cơ thể ngã xuống. Giống như quân bài domino, người thứ hai, người thứ ba. Liên tiếp không ngừng đổ xuống. Trong chớp mắt, mấy trăm đệ tử cái bang trong đại viện đều ngã xuống đất, biến thành thi thể. Còn Trương Điên sớm đã không còn cả cặn bã, Kim Tam Mộc ngẩn người đứng ở đó. Đây chính là đạo pháp Thiên Đô, đây chính là tiên thuật Côn Luân. Ở trước mặt anh, tông sư thế gian, chỉ là bụi chân. Adam cảm thấy từ siêu ngầu không đủ để hình dung cảnh tượng tráng lệ hào hùng nhất nhân gian mà anh thấy này, nên trong đầu lại nảy ra một từ thích hợp. Hơn. Lợi hại. Lý Dục Thần thu lại châm ngũ hành, quay người trở lại bên cạnh ba người chị Mai. Họ bị thương rất nặng, chịu mấy trăm gậy, xương không biết đã gãy mấy cái, gân cốt cả người cũng bị đánh nát. Tuy được Lý Dục Thần chữa trị, đã không còn đáng ngại. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn, cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng đây cũng là một lần cơ hội. Đánh tan sức mạnh trên gân cốt da thịt mà lúc trước. Luyện võ công ngoại gia tích lũy được. Cũng là một con đường tắt lấy võ nhập đạo, giờ phải xem công lực và ngộ. Tính của họ rồi. Lý Dục Thần cho ba người uống một viên đan dược, rồi dìu họ đứng lên. Sư phụ Vinh thở dài một hơi, nói cậu lại cứu chúng ôi một lần. Lý Dục Thần nói, tôi còn muốn ăn đồ ông làm. Lại hỏi nói, Mã Sơn và Trương Diễm Diễm đâu? Chị Mai lo lắng nói, tôi vừa nghe Trương Điên và Viên Khả Kiều nói chuyện. Có lẽ Mã Sơn và Diễm Diễm bị họ bắt đi rồi, hình như nhốt trong nhà kho. Lý Dục Thần kinh hãi, vội hỏi, nhà kho ở đâu? Tôi không biết, chị Mai nói, bên ngoài có lẽ còn có đệ tử yếu môn, bắt một tên hỏi xem. Bốn người cùng đi ra ngoài, Kim Tam Mộc và Adam ở ngay cổng.
Adam cực kỳ sùng bái Lý Dục Thần, lúc nhìn anh, trong mắt phát ra ánh sáng. Còn đạo trưởng Kim Tam Mộc, sắc mặt hơi nặng nề, hình như không vui. Lý Dục Thần thấy Kim Tam Mộc muốn nói lại ngừng, bèn hỏi, đạo trưởng Kim, có điều muốn nói với tôi ư? Kim Tam Mộc nhìn thi thể khắp viện, nói cậu Lý, cậu là thượng tiên thiên đô, tôi không có tư cách trách móc. Nhưng bần đạo vẫn muốn nói một câu, người tu đạo, nên thường có thiện tâm, chớ tạo sát nghĩa trương điên hành sự quái gở, tội nghiệt nặng nề, cậu giết thì cũng thôi, nhưng mấy trăm đệ tử yếu môn, có tội gì đâu. Cho dù trong đó có kẻ ác, cũng không thể đều là kẻ ác. Mấy trăm cái mạng, cậu giết hết, việc này, có phải đi ngược đức hiếu sinh của ông trời không? Lý Dục Thần hơi ngẩn người, trong lòng khẽ chấn động, dường như nghĩ đến điều gì. Nhưng lúc này, trong lòng anh nhớ đến Mã Sơn, không muốn tranh biện với Kim Tam Mộc, chỉ nói một câu, làm việc theo bản tâm, chính là đại thiện. Nói xong, vội bỏ đi. Kim Tam Mộc hơi cứng đờ tại chỗ, hồi lâu mới khẽ lắc đầu, lấy ra một lá bùa trên người, ném ra hóa thành mưa lửa ngập trời, rơi xuống sân viện. Tất cả thi thể dưới đất đều bốc cháy. Kim Tam Mộc nhìn ngọn lửa hừng hực, cúi đầu, bắt đầu niệm đọc thần chú tịnh thiên địa, siêu độ cho. Người chết. Adam ở bên cạnh cũng thấp giọng niệm pháp hiệu của vô lượng thiên tôn. Đọc xong thần chú, lửa cũng tắt. Thi thể đều hóa thành cho bụi, những vật khác trong sân viện đều không bị tổn hại. Adam mới hỏi nói, Kim đạo trưởng, tôi cảm thấy những lời Lý đạo hữu nói cũng không vấn đề, thiện ác vốn chỉ là tương đối, rất khó phân rõ, người tu hành làm việc theo bản tâm, chẳng phải là đại thiện sao? Kim Tam Mộc lắc đầu nói, lời này không đúng, bản đúng là không sai, nhưng câu này có tiền đề, chính là tâm này thực sự là bản tâm của cậu, cậu phải nhớ một câu, chưa vào tiên thiên, khó có được bản tâm, khó thấy được bản tính. Đạo trưởng, bản tâm là gì? Bản tâm, là cái tâm tương lai của cậu, là trái tim không bị duyên trần quấy nhiễu, không bị tình cảm ảnh hưởng, không bị tạp niệm quấy dày. Cái gọi là trái tim hợp thiên tức là bản tâm, tu đạo chẳng phải là theo đuổi một bản tâm sao? Chúng ta giết người, rốt cuộc là vì người đó đáng giết, hay là vì nỗi tức giận trong lòng chúng ta? Nếu vì tức giận mà lạm sát, thì không phải là bản tâm, mà là tâm mai. Adam dường như hiểu ra, lại như không hiểu. Đạo trưởng, ông nói cậu Lý có tâm ma. Cậu Lý là thượng tiên thiên đô, có lẽ đã chạm đến bản tâm tiên thiên, cho nên mới có thể làm việc không cản trở. Kim Tam Mộc nhìn bóng hình Lý Dục Thần biến mất. Khế thở dài một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta về Bạch Vân Quan. Lý Dục Thần nhanh chóng tìm được một đệ tử yếu môn, hỏi rõ vị trí của nhà kho, và cũng chứng thực từ miệng người đó, Mã Sơn và Trương Diễm Diễm bị nhốt trong nhà kho. Đi vào nhà kho, đã nhìn thấy một cảnh tượng như địa ngục trần gian. Thi thể la liệt khắp đất, tan tành vụn nát, không có một thi thể nào hoàn chỉnh nguyên vẹn, dường như ác ma địa ngục đến nơi này. Thê thảm nhất là một thi thể nữ bị lột da, rút gân, bẻ xương. Chị Mai suýt thì buồn nôn. Sư phụ Vinh ngồi xuống xem, nói, hình như là Viên Khả Kiều. Chị Mai cũng nói, là quần áo của Viên Khả Kiều không sai. Xác nhận không phải là Trương Diễm Diễm, Lý Dục, thần hơi yên tâm. Lại tìm khắp nhà kho một vòng, không tìm thấy thi thể của Mã Sơn. Nhưng từ dấu máu, Lý Dục thần ngửi thấy khí tức hơi quen. Anh dùng tay dính một chút máu ở trên ghế, dùng thần thức cảm ứng cẩn thận, cau chặt mày. Là hắn. Lý Dục thần chắc chắn, đây là chính ảnh ma nhập vào người Viên Thế Kiệt, từng gặp ở tiền đường. Thứ đó cũng đến thủ đô. Ai cơ, chị Mai hỏi. Lý Dục Thần lắc đầu nói, chị Mai, sư phụ Vinh, ông chủ Vương, mọi người về khách sạn đợi tôi trước. Nếu đến trời sáng ngày mai tôi vẫn chưa về, mọi người về thành phố Hòa trước đi. Chị Mai không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, được, cậu cẩn thận đấy. Lý Dục Thần không phải sợ ảnh ma, mà nghĩ đến một khả năng đáng sợ hơn khác. Thứ đó chỉ là cái bóng, vô hình vô dạng, chỉ có nhập lên người khác mới có thể gây chuyện ác. Anh không lo cho Mã Sơn, tuy Mã Sơn nóng tính, tuy thô, nhưng trên người có một luồng khí cuồn cuộn mạnh mẽ. Cho dù đứng trước sự uy hiếp của cái chết, Lý Dục Thần cũng tin Mã Sơn sẽ không bán linh hồn của mình. Nhưng Trương Diễm Diễm thì khác, Trương Diễm Diễm chỉ là một cô gái bình thường, vừa mới gặp chuyện sốc nặng, còn chưa hồi phục, lại bị người ta xâm phạm lần nữa, rất dễ sinh ra tuyệt vọng. Con người trong tuyệt vọng,
linh hồn nhất định sẽ méo mó. Ảnh ma rất có thể nhân cơ hội nhập vào, chiếm cơ thể của Trương Diễm Diễm. Nếu là vậy, Mã Sơn cũng gặp nguy hiểm. Lý Dục Thần cầm một lá bùa, ngón tay kết ấn, miệng đọc thần chú, càn khôn vô cực, đuổi theo. Trên lá bùa phát ra một đường kim quang, khóa chặt ma khí sót lại trong phòng. Sau đó lá bùa nhẹ nhàng bay đi như con bướm, đi theo mùi này rồi bay ra ngoài. Lý Dục Thần cũng đuổi theo ra. Bướm giấy ra khỏi nhà kho, rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh. Trên hòn đá bên đường, Lý Dục Thần phát hiện vết máu. Bướm giấy tiếp tục bay, xuyên qua ngoại ô phía tây. Thủ đô, về hướng bắc, ra khỏi cư dung quan, qua bát đạt lĩnh, vào trong dãy núi mênh mông ngoài thành. Trên một mảnh đất dài hoang vu có một tòa phong hỏa đài cũ kỹ. Nhìn từ xa, đây chỉ là một đống đất vàng, nhìn gần mới có thể cảm nhận được sự thê lương hoang vắng từ trong dấu vết năm tháng mưa gió ăn mòn trăm ngàn năm. Phía dưới phong hỏa đài có một hố lớn, có thể đi vào trong phong hỏa đài, hơi giống hang động. Trong động trải cỏ khô, Mã Sơn nằm bên trên, bên cạnh là bát sứ cũ, trong đó có nửa bát nước. Trương Diễm Diễm ngồi bên cạnh Mã Sơn, đang giúp anh ta xoa bóp cung huyệt. Bỗng phía sau có người nói, cơ thể cô chưa từng tu luyện, chỉ dựa vào ma pháp, không chữa được thương thích của anh ta đâu. Trương Diễm Diễm bỗng quay đầu, nhìn thấy Lý Dục Thần đứng ở cửa động, ánh năng chiếu ra đường nét màu vàng trên người anh. Anh lại đuổi đến được thật, Trương Diễm Diễm dường như không bất ngờ lắm. Cô có ý để lại mùi, để tôi tìm đến phải không, Lý Dục Thần nói. Trương Diễm Diễm không phủ nhận, đứng lên đi sang một bên. Lý Dục Thần không do dự, ngồi bên cạnh Mã Sơn, truyền chân khí vào trong cơ thể Mã Sơn. Mã Sơn bị thương rất nặng, không những xương dạn gãy, nội tạng cũng gần như hỏng hết, hơn nữa mất quá nhiều máu bị choáng sốc. Cũng may Trương Diễm Diễm dùng thủ pháp ma đạo bảo vệ kinh mạch của anh ta, nếu không, cái mạng này sớm mất rồi. Nhìn tình trạng của Mã Sơn, trong lòng Lý Dục Thần vô cùng khó chịu. Chân khí lượn trong cơ thể Mã Sơn một vòng, hồi phục nội tạng của anh ta. Lý Dục Thần lại lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng của Mã Sơn. Lúc trị thương cho Mã Sơn, anh tập trung tinh thần, không lo lắng gạch dưới Trương Diễm Diễm phía sau có đánh lén hay không. Trương Diễm Diễm cũng cứ đứng ở đó, yên lặng nhìn. Cho đến lúc Lý Dục Thần đứng lên. Trương Diễm Diễm mới hỏi, anh ấy thế nào rồi? Lý Dục Thần nói, đợi anh ấy tỉnh lại, có lẽ không sao nữa. Ngược lại là ma khí cô để lại trong cơ thể anh ấy, xung đột với công pháp mà tôi dạy anh ấy, khiến kinh mạch của anh ấy chuyển ngược sang tổn thương, muốn. Hồi phục như ban đầu cần một thời gian. Việc này không cần anh bận tâm, tôi sẽ dạy anh ấy bộ công pháp khác. Trương Diễm Diễm nói. Ồ, cô cảm thấy tôi sẽ cho cô đưa anh ấy đi, nhìn anh ấy rơi vào ma đạo ư, Lý Dục Thần nói. Vậy thì anh định giết tôi sao, Trương Diễm Diễm cười nói. Lý Dục Thần nhìn cô ta một cái. Việc này đúng là vấn đề khó. Lần trước, thứ này nhập lên người Viên Thế Kiệt, Lý Dục Thần không hề do dự lấy ra châm ngũ hành, định sử dụng đại diễn kiếm pháp tiêu diệt nó. Nhưng thứ này vô cùng giàu hoạt. Thấy tình hình bất ổn thì độn thổ bỏ chạy. Lần này Lý Dục Thần đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không cho nó có cơ hội trốn chạy. Vấn đề là, cơ thể này là của Trương Diễm Diễm. Loại ma nhập thể, khác với sơn tỉnh quỷ quái nhập thân, nó muốn anh hoàn toàn bán linh hồn của mình cho nó, hòa thành một thể với linh hồn của anh. Nếu chỉ là quỷ nhập thân, Lý Dục Thần có thể dùng cách rất đơn giản đuổi nó ra khỏi cơ thể của Trương Diễm Diễm. Nhưng bây giờ nó và Trương Diễm Diễm là một, nó là Trương Diễm Diễm chính là nó. Muốn giết nó, thì phải giết luôn cả Trương Diễm Diễm. Thấy Lý Dục Thần cau mày, Trương Diễm Diễm cười khà khà. Chẳng phải anh tự xưng là người trong chính đạo sao? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, hơn nữa còn là bạn của người anh em tốt Mã Sơn của anh có thể giết tôi không? Giết tôi, đạo tâm của anh ở đâu? Lương tâm của anh ở đâu? Tiếc là, cô không phải là Trương Diễm Diễm, cô là Mai hơn nữa tôi biết, năm đó nhà họ Lý diệt môn có liên quan đến cô, cho nên hôm nay tôi nhất định phải giết cô, Lý Dục Thần nói rất hùng hồn mạnh mẽ. Ha ha, vậy tại sao anh không ra tay, Trương Diễm Diễm cười hỏi, là muốn biết chân tướng sự việc nhà họ Lý diệt môn sao? Nếu không phải cô cứu Mã Sơn, vừa nãy, cô đã chết rồi. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn cô ta, ngón tay khế động.
châm ngũ hành từ giữa ngón tay bắn ra, hóa thành lưu quang, nửa số trong đó bay trong không trung, nửa số bắn xuống dưới đất. Trên trời dưới đất, giăng thành một trận kiếm ngũ hành. Nụ cười trên mặt Trương Diễm Diễm cứng lại, mặt lạnh băng, nói, anh muốn giết tôi thật. Váy trên người cô ta tung tay, một luồng xương âm mắt thường khó nhìn thấy tràn ngập quanh người cô ta. Ngón tay Lý Dục Thần bấm quyết, kiếm khí xung quanh nổi lên. Ma đầu, lần này để cô chạy, lần này, cô chạy không thoát đâu. Anh không có hứng thú với chân tướng việc nhà họ Lý diệt môn năm đó sao, giọng của Trương Diễm Diễm hơi hoảng sợ. Tôi hứng thú, nhưng tôi không muốn bị người khác khống chế. Nói xong, Lý Dục Thần giơ tay, kiếm khí chỉ thẳng vào Trương Diễm Diễm. Mã Sơn trong hôn mê không biết đã tỉnh từ lúc nào, thấy Lý Dục Thần muốn giết Trương Diễm Diễm, liền bò dậy, chặn trước người Trương Diễm Diễm, nói. Dục Thần, em không thể giết cô ấy. Anh Mã Sơn, Lý Dục Thần hạ cánh tay giơ lên xuống, cô ta đã không phải là Trương Diễm Diễm, cô ta là Mèo. Không, Mã Sơn vô cùng kiên định nói, cô ấy là Trương Diễm Diễm. Nếu không, cô ấy sẽ không cứu anh, em muốn giết cô ấy thì giết anh trước đi. Lý Dục Thần rất hiểu Mã Sơn. Lúc này, muốn giết Trương Diễm Diễm trước mặt Mã Sơn, thì còn khiến anh ta khó chịu hơn trực tiếp giết anh a. Nhưng, lại không thể tha cho Trương Diễm Diễm. Ma đầu này, nếu thả đi, muốn bắt nó lại thật không dễ dàng. Một khi nó tìm được một cơ thể tư chất tốt, thì khó mà đối phó. Lý Dục Thần không chịu thua kiếm trận, Mã Sơn cũng cứ chặn trước người Trương Diễm Diễm. Anh em đối đầu, trong lòng hai người cũng không dễ chịu, nhưng ai cũng không chịu nhường bước. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Diễm Diễm bỗng cười lớn. Lý Dục Thần, anh muốn miệng nói tôi là ma, anh có từng nghĩ, bản thân anh cũng là ma không? Hừ, nói láo, Lý Dục Thần khinh thường nói. Tôi biết anh không tin, vậy tôi nói cho anh biết, trên mặt Trương Diễm Diễm hiện ra nụ cười chế nhạo giảo hoạt, mẹ của anh là ma, không những là ma, còn là thánh nữ của ma giáo. Anh biết thánh nữ là người thế nào không? Đó là người truyền thừa vạn ma chỉ tâm các đời ma giáo, cho đến có một ngày, thiên ma chuyển thế, đầu thai vào thai thánh nữ. Lý Dục Thần cau mày, lạnh lùng nói, cô không cần mang việc này ra dọa tôi. Mà tâm thánh nữ của mẹ tôi sớm đã được thánh thủ Hạnh Lâm Hồ Vân Thiên xua đuổi. Lần này đến lượt Trương Diễm Diễm kinh ngạc. Sao anh biết? Cô ta bỗng hiểu ra, anh đã quay về khu nhà họ Lý. Xem ra trong khu nhà còn có thứ mà chúng tôi chưa phát hiện ra. Lý Dục Thần không thể hiện gì. Trương Diễm Diễm cười lạnh lùng nói, anh tưởng lão già Hồ Vân Thiên đó có thể trừ được tâm ma thánh nữ ư. Huống hồ, lúc Hồ Vân Thiên chữa bệnh cho thánh nữ. Bà ấy đã mang thai. Ma khí của vạn ma chỉ tâm không thể nào bị đứt, nhất định sẽ truyền vào trong thai nhỉ. Cô ta nhìn Lý Dục Thần không rời mắt. Giống, đúng là giống, lúc gặp anh ở tiền đường, tôi đã cảm thấy rất quen mắt, sau này tôi mới hiểu, anh chính là con trai của Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên. Anh quá giống mẹ của anh, bà ấy là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ, người từng gặp bà ấy một lần, cũng sẽ không quên dung. Mạo của bà ấy. Tính tuổi của anh, cũng khoảng 20, nhưng anh biết đạo Pháp, xuất quỷ nhập thần, đã chạm đến ngưỡng cửa tiên thiên. Chỉ 20 năm, mặc dù anh có kỳ ngộ kinh thiên, làm sao có thể có được thành tựu mà người khác trăm năm cũng khó có được. Thực sự tưởng anh là kỳ tài vĩ đại sao? Không, đó là vì, trên người anh có huyết mạch của thiên mai. Anh có từng nghĩ, tại sao nhà họ Lý bị diệt môn, chỉ có mình anh sống sót không? Không những còn sống. Mà còn được truyền thừa đạo Pháp, học được kỳ thuật. Anh tưởng chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Ha ha, tôi nói cho anh biết một sự thật nhé. Nhà họ Lý, là bị những nhân sĩ chính đạo mà anh nói tiêu diệt. Họ giống như anh, luôn miệng nói mẹ của anh là ma. Cho nên đã giết cả nhà họ Lý trong một đêm. Lý Dục Thần ầm một tiếng trong đầu, giống như sét đánh ngang tiêu. Trên người anh có huyết mạch của thiên mèo. Câu nói này giống như điện giật. Lóe lên trong lòng anh, nhưng sau khi lóe sáng lên lại khiến thế giới trong lòng anh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cung Lăng Yên là ma nữ, đã được chứng thực ở mật thất trong khu nhà họ Lý. Trên người mình chảy dòng máu của Cung Lăng Yên, cũng chính là dòng máu của thánh nữ ma giáo. Ma tâm nhiễm vào thai nhi, là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đây chưa phải là quan trọng nhất. Vì anh là đệ tử thiên đô. Nếu có nhiễm ma khí,
sư phụ cũng sớm đã trừ bỏ giúp anh, nếu không đâu thể nào tu hành 13 năm dưới vạn tiên kiếm khí. Điều khiến anh chấn động trong lòng là chuyện diệt môn của nhà họ Lý. Từ lúc biết mẹ là thánh nữ ma giáo, cũng từng nghi ngờ nhà họ Lý diệt môn có liên quan đến môn phái tu hành chính đạo. Nhưng anh cũng không dám suy nghĩ sâu hơn. Bây giờ Trương Diễm Diễm nhắc đến, lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Ví dụ như Hồ Vân Thiên bị Long Hổ Phù phong ấn dưới đáy giếng. Ví dụ Vương Sùng Tiên tự nói sát nghiệp quá nặng nên bế quan. Ví dụ như nhiều năm như vậy, chuyện cả nhà họ Lý biến mất, không ai nhắc đến, mà cũng không có lời đồn nào trên giang hồ. Còn lúc nhỏ, ông nội Lý Hữu Toàn gần như là khinh thường và chống đối cung quan chùa chiền. Ông thường nói, trên đời có rất nhiều người tốt, nhưng mũi bò và lửa chọc không một ai tốt. Lý Dục Thần nghĩ đến, Lâm Thượng Nghĩa nói trước khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, Lý Thiên Sách đã di rời tất cả trẻ con trong nhà đi, cuối cùng, gần như chỉ có một mình Lý Dục Thần sống sót. Đây là trùng hợp sao? Có lẽ vậy, nhưng giống như một sự an bài hơn, tất cả những người đưa đi đều yểm hộ cho Lý Dục Thần. Nhưng đứa trẻ sau này bị truy giết đến chết đó cũng là ma chết thay cho Lý Dục Thần. Rất nhiều chuyện liên hệ với nhau, đã chứng minh lời của Trương Diễm Diễm. Lý Dục Thần dường như nhìn thấy cảnh chiến trường tàn sát tối hôm đó, nhân sĩ chính đạo bao vây tấn công khu nhà họ Lý. Họ ép gia chủ nhà họ Lý giao cung Lăng Yên và đứa bé mà bà ấy sinh ra, cuối cùng hai bên xung đột. Kiếm khí bay lên, huyết quang trùng trùng. Trong một đêm, nhà họ Lý đệ nhất hào môn thủ đô biến mất khỏi thế gian. Đây là suy đoán hợp logic. Lý Dục Thần chưa từng gặp bố mẹ, dường nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ dựa sát nhau trong huyết quang, ông nội đầu rơi xuống đất trong kiếm khí. Lý Dục Thần sợ giật mình. Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Anh liên tiếp phủ định suy luận của mình. Nhưng những hình ảnh đó lại cứ liên tục hiện lên trước mắt. Lý Dục Thần thét lên một tiếng, giơ tay, rút ra toàn bộ châm ngũ hành, các điểm sáng vây quanh Trương Diễm Diễm. Hay cho ma đầu nhà cô, đừng hòng muốn làm loạn đạo tâm của tôi. Xem kiếm đây. 49 đường kiếm khí tàn sát, định lấy thủ cấp của Trương Diễm Diễm. Mã Sơn vừa quay người, ôm chặt Trương Diễm Diễm, lớn tiếng nói, Dục Thần, em muốn giết thì giết luôn cả anh đi. Từng đường kiếm khí bay qua vù vù bên tai anh ta, toàn bộ đâm vào bức tường trong hang động. Rồi từ tường ngoài của phong hỏa đài xuyên ra, cả phong hỏa đài ầm ầm nổ. Đất vàng và gạch đá bay loạn trong không trung, bụi đất mù trời. Đợi khi bụi đất lắng xuống, gió thu xào xạc trên mảnh đất dài. Thì ra lúc đến bầu trời trong xanh cũng trở nên âm u, mây đen cuốn đến theo gió, che lấp ánh mặt trời. Trương Diễm Diễm mặc cho Mã Sơn ôm, nhìn kiếm khó sượt qua người, khuôn mặt tái nhợt. Cô ta biết rõ, nếu vừa nãy Lý Dục Thần không mềm lòng, bây giờ cô ta và Mã Sơn đã tan thành cho bụi rồi. Nhưng không biết tại sao, sâu trong lòng cô ta có một chút mong đợi khoái cảm một sự giải thoát như vậy. Trương Diễm Diễm sợ giật mình, đây không phải là tư tưởng mà ma đầu nên có. Hắn chắc chắn linh hồn của Trương Diễm Diễm đã hiến cho mình và hoàn toàn dung hòa với mình, tại sao còn có suy nghĩ như vậy? Lại nhìn Lý Dục Thần, cơn giận vừa giải tỏa ra đang dần giảm bớt. Vừa nãy cô ta rõ ràng nhìn thấy lửa giận bùng cháy của Lý Dục Thần, và tâm ma đang dần thức tỉnh trong lửa giận. Sao lại bị đạo tâm áp chế nhanh như vậy chứ? Không được, sắp thành công rồi. Trương Diễm Diễm khẽ đẩy Mã Sơn ra, cười lạnh lùng. Tại sao không giết tôi? Quả nhiên vẫn mềm lòng. Quả nhiên vẫn cổ hủ. Biết tại sao nhà họ Lý bị diệt môn không? Giả như Lý Thiên Sách không cổ hủ như vậy, không tuân thủ cái gọi là giới hạn nhân nghĩa, đồng ý hợp tác với ma giáo chúng tôi, thì sao lại bị chính đạo ức? Hiếp, nếu như mẹ anh không mềm lòng, với tu vi của bà ta, sao lại không chạy thoát ra ngoài được? Lý Dục Thần đứng ở đó bất động. Trông có vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng anh vẫn nổi lên sóng dữ. Tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày, sắc trời càng lúc càng tối u ám. Lý Dục Thần cảm thấy vô cùng nặng nề, thấp thoáng cảm thấy bốn phương tám hướng có một luồng sức mạnh thần bí đang kéo giật anh. Trong tầng mây đó, dường như có người đang nhìn xuống. Sát ý kỳ lạ từ hư không ập đến, dường như có một thanh kiếm ở nơi rất xa đang chĩa về anh. Chỉ cần đạo tâm của anh hơi lay động, thanh kiếm đó sẽ chém vỡ hư không, tiêu diệt cả thể xác lẫn thần hồn của anh.
Đạo tâm của Lý Dục Thần rất kiên định, tu luyện ở Thiên Đô 13 năm, 13 năm tu luyện vạn tiên kiếm khí, nếu đạo tâm còn lay động, thì không xứng làm đệ tử Thiên Đô. Nhưng anh không thể áp chế lửa giận nổi lên sâu trong nội tâm, và cả linh hồn đau khổ giằng xé trong ngọn lửa. Sư phụ bảo anh xuống Côn Luân, đến Hồng Trần tìm kiếm cơ duyên, chém nứt tâm ma, để đột phá cảnh giới tiên thiên. Anh vẫn luôn không biết tâm ma của mình ở đâu, nhưng bây giờ, hình như đã tìm được. Hơn nữa tâm ma này dường như càng lúc càng nặng, có xu thế dần dần che lấp đạo tâm. Bất luận Lý Dục Thần sử dụng tâm pháp thế nào, niệm đọc thần chú thế nào, vận chân khí thế nào, cũng không thể áp chế tâm ma nổi lên bành trướng. Hiển nhiên Trương Diễm Diễm cũng cảm nhận được. Cô ta quyết định cho thêm một mồi lửa, nói. Lý Dục Thần, nhớ kỹ, anh là con trai của cung Lăng Yên, bà ta là thánh nữ ma giáo, anh là con trai của thánh nữ, anh có huyết mạch thiên ma. Thiên ma trên đời, không bao giờ tự nghĩ mình thiện hay ác. Thiên ma hành sự, trước này chỉ dựa vào bản tâm. Bản tâm chính là đại thiện. Trong lòng Lý Dục Thần run lên, nghĩ đến mấy trăm đệ tử yếu môn đã chết trong đại viện tổng đàn cái bang, nghĩ đến lời của Kim Tam Mộc. Tâm ma của anh lại bành trướng lên. Gió nổi lên, gào thét trong vùng đất rộng lớn. Mây đen tập trung trên không trùng dải đất với tốc độ nhanh hơn. Mưa bão ập đến, mây đen dồn đến. Lý Dục Thần, biết bây giờ mẹ anh đang ở đâu không? Trương Diễm Diễm đón gió lớn tiếng hỏi. Cái gì, cô nói mẹ tôi vẫn còn sống, Lý Dục Thần kinh hãi nói. Bà ta là thánh nữ ma giáo, cơ thể thánh nữ, đâu có dễ chết như vậy. Hiện giờ, bà ta bị nhốt ở vùng đất Cửu U, ở đó có rắn liệt hỏa, có bọ cạp hàn băng. Ban ngày bà ta chịu hình liệt hỏa, ban đêm chịu nỗi đau băng giá, còn phải nhẫn chịu rất nhiều trùng độc gặm nhấm cắn xé. Lời của Trương Diễm Diễm nhẹ nhàng phiêu bay, trong gió. Lý Dục Thần, anh đã hơn 20 tuổi, mẹ của anh chịu khổ 20 năm. Anh tu hành cái gọi là chính đạo, có lẽ có một ngày có thể trường thọ, còn mẹ của anh lại ở địa ngục chịu nỗi đau mãi mãi. Khi anh sống cuộc sống siêu trần thoát tục, khi anh cưỡi mây đạp gió, anh có từng nghĩ, ở vùng đất Cửu U, có một người phụ nữ đang kêu gọi tên của anh Lý Dục Thần. Lý Dục Thần. Lý Dục Thần điên cuồng kêu một tiếng. Ôm đầu, chạy xuống. Gió càng lúc càng mạnh, mây càng lúc càng dày. Bóng dáng phía xa giống như con thú nằm rạp, há to cái miệng, nuốt chừng từng chút ánh sáng. Hạt mưa to như hạt đầu rơi xuống. Ha ha ha. Nhìn Lý Dục Thần quỳ trong mưa, Trương Diễm Diễm phá lên cười. Cô ta biết mình đã thành công. Một luồng điện vụt sáng, rơi lên ngọn núi bên cạnh. Gần như cùng lúc, vang lên một tiếng vang lớn. Sức mạnh của sấm sét khiến Trương Diễm Diễm run lên, ngừng cười. Sau đó, lại một tia sét giáng lên một ngọn núi khác, đồng thời vang lên tiếng sấm. Từng tia sét như vậy giáng xuống liên tiếp, lấy khu vực anh đang đứng làm trung tâm. Cuối cùng Trương Diễm Diễm phát hiện không đúng. Cô ta ngẩng đầu nhìn mây đen đè xuống, và sấm sét giáng xuống từ bốn phương tám hướng, kinh hãi nói. Lôi kiếp! Anh ta, sắp đột phá tiên thiên. Bầu trời trên vùng đất dài hoang vu đã bị mây đen che phủ hoàn toàn, không thấy chút ánh sáng nào. Chỉ có từng đợt sấm sét không ngừng giáng xuống ngọn núi gần đó. Cảnh tượng này giống như ngày tận thế sắp đến. Nhưng Trương Diễm Diễm biết, đây chỉ là bắt đầu, lôi kiếp thực sự còn đang nung nấu. Khi lôi kiếp giáng xuống, chắc chắn mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Cô ta không ngờ, những lời khích bác của cô ta lại gây ra đại kiếp cho Lý Dục Thần. Tên nhóc này lại gần đến tiên thiên như vậy. Mới 20 tuổi đầu đã bước một chân vào ngưỡng cửa tiên thiên. Nếu lần này độ kiếp thành công, Trương Diễm Diễm cũng không dám nghĩ. Từ xưa đến nay, ít nhất trong vòng 500 năm, cô ta không nghĩ ra có nhân vật nào tài hoa hơn người như vậy. Còn 500 năm trước, đó đều là truyền thuyết. Chắc sẽ không thành công chứ. Từ xưa tu sĩ độ kiếp, rất hiếm người thành tiên, hơn nữa ở ngoại ô hoang vu này. Còn không có ai yểm hộ. Trương Diễm Diễm nhanh chóng lùi lại phía sau, xuyên qua từng đường tia sét. Cô ta không biết Lý Dục Thần có thể vượt qua lôi kiếp hay không, nhưng cô ta biết, nếu không mau chạy đi, thì chắc chắn mình sẽ bị sét đánh chết. Vừa chạy vượt qua hai ngọn núi, Trương Diễm Diễm bỗng nghĩ đến điều gì, liền quay lại. Cô ta tóm lấy Mã Sơn, bê anh ta lên, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mã Sơn cảm thấy cơ thể như bay lên. Phần phật trong không trung,
không nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ có nước mưa đánh lên người, lạnh lão. Diễm Diễm, bỏ anh xuống, anh không thể bỏ lại Dục Thần, Mã Sơn gọi lớn, nước mưa trút vào miệng anh, khiến anh ho dữ dội. Anh ta sắp độ kiếp, anh còn muốn cứu anh ta. Tự lo tốt cho bản thân đi đã, Trương Diễm Diễm nói. Cậu ấy liệu, có chết không? Khụ, khụ khụ. Em cũng không biết, chết hay không, sau này cũng không liên quan đến anh, chết là hết, dưới thiên hình. Không thứ gì sống sót, nếu không chết, Trương Diễm Diễm không nói tiếp nữa. Mà dừng lại, quay người nhìn vào trung tâm mưa sét ngập trời. Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét bên ngoài dần yếu dần. Nhưng Trương Diễm Diễm biết, đây chính vì lôi kiếp đã thành, hút hết năng lượng điện xung quanh đến. Lúc này, trên đỉnh đầu Lý Dục Thần, một đám mây xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy, tối đen như mực, âm u không thể nhìn thấy gì, như một cái động, không ngừng nuốt. Trứng mây đen xung quanh, tỉa sét trong mây đen như mạng nhện, chằng chịt, cũng đều bị nó hút vào. Sau đó, một đường sét lớn bắn ra từ trong vòng xoáy, chiếu sáng cả vùng núi. Mã Sơn chỉ thấy đôi mắt như sắp mù. Nhưng anh ta không dám nhắm mắt, anh ta biết anh em của mình ở ngay dưới sấm sét. Sấm sét giáng thẳng lên người Lý Dục Thần. Khoảnh khắc đó, cơ thể Lý Dục Thần trở nên trong suốt, giống như một tấm phim X-quang. Sau đó là tiếng sét rung tai. Mã Sơn cảm thấy mặt đất dưới chân chấn rung, đá núi nguy hiểm. Mã Sơn không nhớ tia sét đó kéo dài bao lâu, tiếng sấm vang lên bao lâu, vì cuối cùng anh ta cũng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nữa. Thế giới chỉ còn lại một màn đen xì. Anh chỉ có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp và mùi hương thoang thoảng của một cô gái. Sấm sét dừng, mưa gió ngưng. Mây bay sương tan, bầu trời trở lại trong xanh. Vùng đất đó biến mất, cả ngọn núi cũng bị san bằng. Lý Dục Thần đứng lên từ trong đống đất đá. Quần áo của anh sớm đã bị sấm sét đánh thành cho bụi, lúc này anh không một mảnh vải che thân. Giống như đứa bé mới sinh, cứ đứng như vậy trong gió, đứng dưới ánh mặt trời, đứng giữa trời đất. Trương Diễm Diễm nhìn anh, đầy vẻ không thể tin nổi. Cô ta nhìn bề ngoài cơ thể Lý Dục Thần nổi lên một ầng kim quang mờ mờ. Đó là cơ thể tiên nhân. Mặc dù chỉ là một lần lôi kiếp, vừa mới tiến vào tiên thiên. Người tu hành, phải trải qua 9 lần lôi kiếp mới có thể thành chân tiên. Nhưng việc này thật khoa trương. Hơn nữa anh ta mới 20 mấy tuổi. Người khác đều là 100 năm gặp một lần lôi kiếp, 900 năm phi thăng, đó là đã tài năng xuất chúng, hiếm có trên đời rồi. 20 năm một lôi kiếp. Anh là quái. Cô vẫn chưa đi, Lý Dục Thần nhìn Trương Diễm Diễm. Trương Diễm Diễm cười nói, tại sao tôi phải đi? Có người độ kiếp ở đây, không ở lại xem, sợ là không có cơ hội gặp mấy lần đấy. Cô hết cơ hội rồi, Lý Dục Thần nói. Sao thế, anh vẫn muốn giết tôi, Trương Diễm Diễm cũng không sợ, tôi và mẹ anh cùng một loại người, anh giết tôi, nghĩa là giết mẹ anh. Không cần kích bác tôi, dưới thiên hình, vạn ma dễ chém, tâm ma của tôi đã bị diệt trong thiên lôi rồi. Lý Dục Thần điềm tĩnh. Toàn thân dập dềnh phát ra chính khí hào hùng. Vẻ mặt Trương Diễm Diễm biến sắc, nói, mới một lần lôi kiếp thôi, cách chân tiên còn xa lắm. Không thành chân tiên, tâm ma không chết, anh là con trai của thánh. Nữ, trên người anh chảy dòng máu của thiên mét có lẽ. Cô ta bỗng cười lớn ha ha, có lẽ anh chính là thiên ma chuyển thế đấy. Lý Dục Thần mỉm cười nói, vậy thì để thiên ma chuyển tu chính đạo, từ nay thiên hạ thái bình. Ngu dốt cố chấp, Trương Diễm Diễm hừ lạnh lùng một tiếng, vậy anh giết tôi đi. Tôi là Trương Diễm Diễm, anh giết tôi, chính là giết Trương Diễm Diễm, giết cô gái yếu đuối hồng trần, giết người trong lòng của bạn tốt nhất của anh. Nếu anh xuống tay được, không cần tôi giúp anh đánh thức tâm ma, anh chính là ma. Trải qua bao nhiêu lôi kiếp, anh cũng là meo. Đây chính là chỗ dựa để Trương Diễm Diễm tự tin không sợ. Lý Dục Thần chưa trải qua lôi kiếp. Cô ta còn lo sợ Lý Dục Thần giết cô ta thật trong lúc tức giận, nhưng đã trải qua lôi kiếp, đạo tâm rộng lớn tâm ma diệt trừ, không thể giết người vô tội, nếu không tâm ma phản phệ, sẽ rất thảm. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của tu hành chính đạo. Lý Dục Thần lắc đầu, nói tôi không giết Trương Diễm Diễm, tôi chỉ giết cô. Trương Diễm Diễm ngẩn người, không thể nào, linh hồn của Trương Diễm Diễm đã hòa làm một với tôi, anh không thể nào chia tách chúng tôi.
Lý Dục Thần nói, vừa nãy tôi không thể, nhưng bây giờ tôi đã có thể. Nói xong, trong tay bỗng có thêm một thanh kiếm gỗ đào. Anh giơ cây kiếm lên, trên thân kiếm thấp thoáng sáng lên rất nhiều phù hiệu màu vàng, chằng chịt chỉ chít, như nòng nọc màu vàng bò khắp thân kiếm. Kiếm Thiên Sư. Trương Diễm Diễm kinh hãi. Sao anh lại có kiếm Thiên Sư? Kiếm Thiên Sư là bảo vật trấn núi của Long Hổ Sơn, bên trên có bùa chú của các đời Thiên Sư Long Hổ khắc lại. Khi mỗi một đời Thiên Sư phi thăng, sẽ để lại thanh kiếm này, trải qua mấy chục đời truyền thừa, uy lực của nó cực lớn, và sớm đã thành kiếm linh, là pháp khí tiên gia thượng đẳng. Nhưng bùa chú Thiên Sư, là thuật bí truyền, chỉ có người nắm giữ truyền thừa Thiên Sư mới có thể sử dụng uy lực của kiếm Thiên Sư. Nếu không hiểu phù thuật Thiên Sư, cho dù có được kiếm Thiên Sư, cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ đào đuổi tà bình thường. Lý Dục Thần cũng không sử dụng được kiếm Thiên Sư. Nhưng vừa nãy, dưới thiên hình lôi kiếp, uy lực thiên lôi đã kích hoạt bùa chú ngũ lôi trên kiếm Thiên Sư. Lý Dục Thần dùng thần thức lướt đọc hết tất cả bùa chú, khiến anh lập tức hiểu rõ thuật pháp Thiên Sư của Long Hổ Sơn như lòng bàn tay. Kiếm Thiên Sư vừa hay là chí bảo xua đuổi tà ma, trong bùa chú bên trên, có linh chú của Thiên Sư đời trước đối phó tà ma nhập thể. Lần trước dưới lòng đất thành phố Tuyên, pháp lực của Lăng Tiêu Tử hơi thấp, tuy đã dùng kiếm Thiên Sư. Lại không phát huy được 1/10 uy năng của kiếm Thiên Sư, ngược lại khiến kiếm linh bị nhiễm yêu khí. Lần này, trong thiên lôi, yêu khí đó bị giải trừ hoàn toàn, hơn nữa uy lực của thiên hình khiến bùa chú ngữ lôi càng thêm uy năng. Lý Dục Thần nhìn Trương Diễm Diễm nói, thực ra cô đã chọn sai người, Trương Diễm Diễm vốn lương thiện, còn cô không việc ác gì không làm, hai người thiện ác rõ ràng, cho dù cô nhân lúc người ta gặp nạn, lúc cô A tuyệt vọng, khiến cô ta hiến linh hồn cho cô. Hai người cũng không thể hoàn toàn hợp thành một. Đến lúc này, cuối cùng Trương Diễm Diễm đã sợ. Cô ta không nghĩ gì, quay người định bỏ chạy. Nhưng đã không kịp. Chỉ thấy kiếm trong tay Lý Dục Thần phát ra kim quang vạn đạo, bao bọc lấy Trương Diễm Diễm. Lập tức, Trương Diễm Diễm mềm nhũn ngã xuống đất. Một cái bóng bò ra từ trên người cô ta. Trong kim quang, nổi lên vô số chú văn như nòng nọc, nhập lên cái bóng, nuốt chửng. Cái bóng giấy giụa trong chú văn kim quang, càng lúc càng mờ. Khi Mã Sơn tỉnh lại, nhìn thấy Lý Dục Thần dưới ánh nắng, trên người lấp lánh kim quang mờ mờ. Dục Thần, Mã Sơn gọi, em không sao chứ? Lý Dục Thần cười nói, em không sao. Mã Sơn bỗng nghĩ đến điều gì, bỗng bật dậy, nhìn. Xung quanh, chỉ thấy Trương Diễm Diễm nằm dưới đất, kinh hãi nói, Diễm Diễm. Dục Thần, em đã giết cô ấy ư? Yên tâm đi. Anh Mã Sơn, cô ta không sao rồi, Lý Dục Thần nói. Mã Sơn khẽ chạm vào mũi của Trương Diễm Diễm, mới yên tâm, hỏi, không sao rồi. Em nói là thứ trên người cô ta đã chạy rồi. Đã bị em giết rồi, sau này sẽ không có thứ bẩn quấn lấy cô ta nữa. Mã Sơn cười, đưa tay định vỗ vai người anh em theo thói quen. Bỗng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Lý Dục Thần, kim quang lấp lánh, uy nghiêm thanh khiết biết chừng nào. Cảm thấy tay của mình chạm vào đúng là một loại sỉ nhục. Anh rụt tay về, cười ha ha nói, ha ha, anh biết ngay mà, không có chuyện gì mà anh em của anh không làm được. Mã Sơn lại quay đầu nhìn Trương Diễm Diễm ấy, cô ấy đã không sao rồi, tại sao còn chưa tỉnh? Lý Dục Thần cười nói, anh xem bộ dạng em bây giờ, cho cô ta tỉnh lại có thích hợp không? Mã Sơn nhìn Lý Dục Thần một cái, vỗ trán nói, em xem đầu óc của anh. Ha ha ha. Lý Dục Thần hiện giờ, tinh quang lượn trôi thì không nói, toàn thân còn phát ánh vàng, bị người ta nhìn thấy thì không hợp. Mã Sơn nhìn xung quanh, nơi này là phía bắc ngoài thành, núi hoang bốn phía. Hỏng rồi, đây là nơi nào, chúng ta về bằng cách nào? Không sao, em đưa hai người về. Lý Dục Thần mỉm cười, kiếm ngũ hành trong tay, bỗng hóa thành một đường kim quang, cuốn Mã Sơn và Trương Diễm Diễm lên, bay vút lên trời. Vừa bước vào tiên thiên, ngự kiếm phi hành. Chỉ lát sau, đã về đến thủ đô. Lý Dục Thần đáp xuống trong một góc yên tĩnh không người gần khách sạn, nói với Mã Sơn, anh Mã Sơn, em thế này không thích hợp gặp người khác, không vào cùng hai người nữa. Anh đi gặp mấy người chị Mai, nghỉ một đêm, ngày mai về thành phố Hòa. Giấy tờ đồ vật trên người em đều mất hết rồi, sau khi anh về thành phố Hòa, bảo anh Thái giúp em làm chứng minh thư, anh ta có cách. Ngoài ra giúp em mua một chiếc điện thoại, giống cái trước là được. Mã Sơn đã ghi nhớ.
Anh ta nhìn Lý Dục Thần một cái, bất giác buồn cười. Vừa nãy trên núi, chỉ cảm thấy thần thánh trang nghiêm, giờ trốn trong góc của thành phố, phía không xa là đường phố tấp nập đông đúc, lại nhìn bộ dạng của Lý Dục Thần, đúng là hài hước. Dục Thần, sau này em sẽ không ở trong trạng thái này mãi chứ? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, đương nhiên là không rồi, làm sao em có thể không mặc quần áo được? Mã Sơn nói, không phải quần áo, anh nói trên người em có một tầng kim quang, đi ra ngoài, người ta sợ chết khiếp. Lý Dục Thần cười nói, bây giờ em phải quay lại nơi vừa lịch kiếp, khôi phục địa khí và sinh cơ bị tổn hại ở đó, nhân tiện tiêu hóa những thứ có được từ lần độ kiếp này, ẩn đi tiên khí trên người. 3 ngày sau, chúng ta gặp ở thành phố Hòa. Nói xong, anh vỗ nhẹ lên lưng Trương Diễm Diễm một cái, cưỡi phi kiếm, hóa thành một luồng lưu quang bay đi. Trương Diễm Diễm từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Mã Sơn, hỏi, sao em lại ở đây? Mã Sơn nói, em coi như là một giấc mơ đi. Bây giờ tỉnh mộng, anh đưa em đi ăn một bữa no nê. Trương Diễm Diễm cười, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói cảm ơn anh, Mã Sơn. Mã Sơn cười ha ha, kéo Trương Diễm Diễm về khách sạn tắm rửa, thay quần áo, sau đó tìm một nhà hàng yên tĩnh, hưởng thụ một bữa. Buổi tối, họ tụ họp với 3 người chị Mai. Mã Sơn kể lại đơn giản tình hình của Lý Dục Thần, bảo họ đừng lo lắng. 3 người nghe thấy Lý Dục Thần không mặc quần áo, trên người còn phát ra kim quang, cũng phải phá lên cười. Nửa đêm, một mình Mã Sơn ở trong phòng. Bỗng có người gõ cửa, mở cửa nhìn, là Trương Diễm Diễm. Mã Sơn cho Trương Diễm Diễm vào phòng, rót cho cô ta một cốc nước. 2 người ngồi trong phòng, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Qua một lúc lâu, Trương Diễm Diễm bỗng nhào vào lòng Mã Sơn. Mã Sơn ban đầu còn chưa thích ứng, nhưng cảm thấy dịu dàng trong lòng, đôi môi nóng bỏng, cũng liền nóng lên. 2 người quấn lấy nhau một đêm, cho đến khi bình minh mới dừng. Mã Sơn ôm Trương Diễm Diễm, cảm khái nói, không ngờ, cuối cùng vẫn là 2 chúng ta đến với nhau. Trương Diễm Diễm bò lên lồng ngực Mã Sơn, thì thầm hỏi, Mã Sơn, anh thích em thật không? Mã Sơn ngẩn người, tại sao lại hỏi như vậy? Em biết, anh vì thương hại em. Ngốc nghếch, sao lại nghĩ như vậy? Từ lúc em đưa anh vào quán bar, anh đã thích em rồi. Trương Diễm Diễm không nói gì, ánh mắt mơ màng, nghĩ đến những chuyện cũ xa xôi. Mã Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ta. Hồi lâu sau, Trương Diễm Diễm mới nhìn anh, Mã Sơn. Mã Sơn không nghe ra điều gì từ trong lời nói này. Nhìn đường chân trời ngoài cửa sổ, anh ta nghĩ đến Lý Dục Thần, liền cười nói với Trương Diễm Diễm. Tên nhóc Dục Thần đó, cũng không mang quần áo đi, chẳng may bị người A nhìn thấy. Ha ha ha, nói mãi liền phá lên cười. Trương Diễm Diễm nói, anh đi đưa cho anh ấy đi. Mã Sơn suy nghĩ nói, anh cũng muốn đi đưa, nhưng anh chỉ biết phương vị, sợ không tìm được. Trương Diễm Diễm nói, em biết, anh chuẩn bị quần áo đi, rồi xuống tầng mua ít đồ ăn sáng, chúng ta cùng đi. Mã Sơn thấy cũng được, ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo cho Lý Dục Thần, xuống tầng đi mua đồ ăn sáng. Trương Diễm Diễm mặc xong quần áo, ngồi trước bàn, cầm giấy nhắn của khách sạn, suy nghĩ, viết mấy hàng chữ. Mã Sơn quay về, 2 người mang theo đồ cùng ra ngoài. Họ gọi một chiếc xe, đi thẳng ra Cư Dung Quan, đi qua Bát Đạt Lĩnh, vào trong núi. Sau đó lại đi bộ, tìm được dãy núi chỗ thành hoang dã đó. Trương Diễm Diễm chỉ vào ngọn núi không xa nói, Mã Sơn, anh mang cho cậu Lý đi, anh ta không mặc quần áo, em không qua đó nữa. 2 anh em các anh nói chuyện thong thả, em về trước đây. Mã Sơn cũng không nghĩ nhiều, nói, may mà em trí nhớ tốt, mới tìm được nơi này. Được, em về trước đi, nói với mấy người chị Mai một tiếng, chốc nữa anh về. Mã Sơn đi lên núi tìm được Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đang ngồi thiền ở đó, đón tia nắng đầu tiên dâng lên từ hướng đông. Lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra trong mặt trời mọc, ẩn chứa năng lượng cường mạnh như vậy, chém mở bóng tối, chiếu sáng cả thế gian. Mã Sơn không quấy rầy anh, cho đến khi anh thở ra một ngụm khí trong mát, chậm rãi đứng lên. Lý Dục Thần không nghĩ Mã Sơn sẽ đến đưa quần áo cho anh, cười nói ấy, anh Mã Sơn, trí nhớ của anh tốt. Đấy, em cho anh bay về, anh cũng tìm lại được. Mã Sơn nói, đâu có, là Diễm Diễm dần đường, anh đâu có nhớ được.
Ồ, cô ta đâu? Ấy, bộ dạng của em, cô ấy sợ nhìn thấy thì em ngược, nên về trước rồi. Lý Dục Thần ngẩn người, động trong lòng, đoán được điều gì? Anh mặc quần áo của Mã Sơn mang đến, nói anh Mã Sơn, anh cũng về sớm đi, em còn phải luyện công. Nhìn Mã Sơn đi xuống sườn núi, biến mất trên con đường nhỏ dưới chân núi, Lý Dục Thần khẽ thở dài. Mã Sơn về đến khách sạn, không thấy Trương Diễm Diễm, chỉ tìm được một mảnh giấy trong phòng. Cả đời này của em, trôi giạt thang lang, trải qua khổ đau, chỉ có gặp được anh, là điều hạnh phúc nhất đời em. Mã Sơn, cảm ơn anh. Em đi đây, đừng tìm em. Em muốn tìm một tự do thực sự thuộc về em. Trên một ngọn núi cách chỗ Lý Dục Thần tu luyện không xa. Trương Diễm Diễm đứng bên vách núi, nhìn mặt trời phía đông từ từ dâng lên. Cô ta cười, đón ánh bình minh nơi chân trời, đón gió mát giữa núi, phụt người nhảy xuống bay tự do như một chú chim. Nam Mạc Hòa không hề biết, sau khi ông ta rời khỏi đó không lâu, cái bang Bắc Phái đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi bản đồ giang hồ. Nam Mạc Hòa vội vàng về nhà, nhớ lại quá trình chiến đấu của Kim Tam Mộc và Trương Điên vừa rồi, ông ta vẫn còn cảm thấy hoảng hồn. Bạch Vân Quan và gái bang, nếu phải chọn một bên để đứng thành hàng, ông ta chắc chắn vẫn sẽ chọn Bạch Vân Quan. Dù sao nhà họ Na cũng là một trong tứ đại gia của thủ đô, lại là hoàng tộc. Mà Bạch Vân Quan là rừng toàn chân, đại diện cho chính đạo của thế giới. Đắc tội Trương kẻ điên cái bang, nhiều nhất là chọc. Chút phiền phức. Nhưng nếu mạo phạm Bạch Vân Quan, rất dễ bị ba gia tộc lớn khác xa lánh. Vốn thế lực của nhà họ Na đã chênh lệch rất nhiều với ba nhà kia. Huống hồ, thế lực lớn cũng chẳng có tác dụng gì. Năm đó nhà họ Lý như thế nào, còn không phải biết mất khỏi thủ đô trong một đêm. Có điều, việc hôn nhân giữa nhà họ Na và cái bang phải làm gì bây giờ? Na Mạc Hòa chợt nhìn thấy Na Như An, giật mình hỏi, sao lại trở lại? Na Như An cười lạnh đáp, có phải chú hy vọng cháu chết ở cái bang không, vừa không khiến chú khó xử, mà chú còn có thể nhân cơ hội này bàn điều kiện với Trương Điên, đồng thời chạy đến Bạch Vân Quan kể khổ, giành được sự duy trì của Bạch Vân Quan. Sắc mặt Na Mạc Hòa trầm xuống, ông ta thật sự có suy nghĩ này, nhưng cũng chỉ tưởng tượng mà thôi, không ngờ Na Như An lại đoán được, đồng thời dám nói thẳng ra trước mặt ông ta. Thằng nhóc kia, cậu nói bậy bạ gì thế? Được rồi, chú không cần phủ nhận, Na Như An lạnh lùng nói, cháu trở về không phải để cãi nhau với chú, mà là để nói cho chú một tiếng, từ giờ trở đi, mọi chuyện của nhà họ Na do cháu làm chủ. Cái gì cơ, Na Mạc Hòa tưởng mình nghe lầm, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu hả, Na Như An cười lạnh, chỉ bằng cái này. Anh ta đột nhiên bóp chặt cổ Na Mạc Hòa. Cậu, Na Mạc Hòa muốn giấy giụa, nhưng sức lực của Na Như An thực sự quá lớn, ông ta hoàn toàn không thể tránh thoát. Một sợi khí đen chui ra từ tay Na Như An. Máu thịt trên mặt Na Mạc Hòa nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng chỉ còn một lớp da người bọc xương, trong con ngươi lồi ra còn sót lại nỗi kinh hoàng vô tận. Gió thu điều hưu, bờ sông rộng lớn, là thời điểm thưởng thức thủy triều tiền đường. Bên cạnh bờ sông, biển người tấp nập. Một ông già lưng còng trống một cây gậy đen nhánh, đi dọc theo vùng ven sông. Bỗng nhiên, ông lão dừng lại trước một pho tượng to lớn, dừng chân quan sát, bất giác than thở. Năm đó Tiền Vương bắn thủy triều hùng tráng cỡ nào, đáng tiếc người kia đã qua đời, không còn nữa. Một đám người trẻ tuổi nô đùa đi tới, đang muốn chụp ảnh lưu niệm trước pho tượng Tiền Vương bản thủy triều. Bọn họ thấy ông già lưng gù cứ đứng trước pho, tượng mãi không đi. Một cô gái tiến lên, nói với bóng lưng của ông già gù lưng, ông ơi, ông có thể nhường chúng cháu một chút không ạ, chúng cháu muốn chụp ảnh. Ông lão lưng còng xoay người lại. Hai mắt của ông lão đều bị mù, chỉ còn hai lỗ trống tái nhợt, bên trong không có tròng mắt. Xung quanh mắt che kín vết sẹo xấu xí, ngoằn ngoèo vặn vẹo, như thể có. Một đám côn trùng lúc nhúc. Nhìn thấy khuôn mặt của ông lão, cô gái bị dọa sợ, hét ầm lên. Mấy anh chàng đi tới, chặn cô gái sau lưng. Cô gái nói, chúng ta đi thôi, chuyển sang góc khác. Một anh chàng đáp, nơi nơi toàn là người, có chỗ nào chụp ảnh được đâu, chỗ này luôn đi. Anh ta hơi chán ghét nhìn ông lão, này, ông kia, chúng tôi muốn chụp ảnh ở đây, ông nhường chút đi. Ông lão a đáp lời, chống gậy tập tễnh đi sang bên cạnh. Những người trẻ tuổi kia tụ tập đến trước pho tượng Tiền Vương bắn thủy triều, chuẩn bị chụp ảnh.
Có người nói, gọi ông lão kia chụp ảnh cho chúng ta đi. Một người khác trả lời, cậu không nhìn thấy à, người kia bị mù, chụp thế nào? Đúng đúng, hơn nữa ông ta còn xấu như vậy, nhìn mặt ông ta mà tôi không muốn ăn cơm luôn. Loại người này còn sống trên đời làm gì, nếu là tôi thì tôi sớm đã nhảy sông chết đuối luôn rồi, đỡ phải lãng phí lương thực. Ông già chậm rãi rời đi trong tiếng cười nhạo của đám người trẻ tuổi. Bờ sông có người hô lê lên rồi. Thủy triều đến rồi, triều. Ông lão cũng đến gần bờ sông, còng lưng, chống gậy, mở to đôi mắt không tròng nhìn về phía mặt sông bát ngát. Phía đông mặt sông xuất hiện một sợi chỉ bạc, chậm rãi di động về phía bên này. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng như sấm rền. Không lâu lắm, đỉnh triều xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mặc kệ nhân viên tuần tra hô hoán ngăn cản như thế nào, mọi người vẫn chen lấn dựa sát hàng rào trên bờ sông, giơ điện thoại lên quay chụp đỉnh triều. Đám người trẻ tuổi kia cũng ở trong số đó. Một người trẻ tuổi nói, còn tưởng rằng lợi hại nhường nào đâu, thoạt nhìn cũng chỉ như vậy thôi. Một người khác đáp, như thế vẫn chưa đủ à, nhìn đỉnh triều kia kìa, phải cao hơn một mét đi. Chẳng phải khoác lác cao mười mấy mét sao? Sao mới chỉ mới hơn một mét, chán chết. Mười mấy mét là thủy triều ngập trời, phải đi đập mỹ nữ xem. Thế sao chúng ta lại đến đây? Thôi đi, cậu biết đập mỹ nữ có bao nhiêu người không, có chỗ mà đứng à? Trong lúc bọn họ trò chuyện, chợt nghe có người nói, ai nói chỉ có đập mỹ nữ mới có thủy triều ngập trời. Nhớ năm đó, Ngô Việt Vương Tiền Lưu dẫn đầu 10.000 tinh binh cùng dương cung nỏ, chục ngàn mũi tên cùng bắn, bắn lui triều cường chính ngay tại chỗ này. Nơi này mới là chỗ có đỉnh triều cao nhất. Người trẻ tuổi nhìn về phía có âm thanh, hóa ra là lão già xấu xí mắt mù lưng còng vừa rồi, bất giác khít mũi coi thường. Chậc, Tiền Vương bản thủy triều chỉ là truyền thuyết thôi, ngốc nghếch còn tưởng là thật. Đi thôi, chúng ta cách xa ông ta một chút, ngộ nhớ bị rơi vào trong nước cũng đừng hòng ăn vạ chúng ta. Đỉnh triều đã gần đến, mang khí thế ngàn ngựa lao nhanh, mặt đất chấn động, sấm sét đùng đùng. Cuối cùng người trẻ tuổi kia cũng cảm nhận được một chút chấn động do triều cường mang tới, ngậm miệng không nói, chuyên chú ngắm nhìn. Trong đôi mắt trống rỗng đục ngầu của ông lão còng lưng chợt lập lòe tia sáng, nhẹ giọng lên tiếng, các người biết vì sao đỉnh triều lại cao đến mấy chục mét không? Đó là bởi vì có giao long bơi ngược sông lên, các người tưởng Tiền Lưu thực sự bắn thủy triều. Sai rồi, thứ ông ta bắn là rồng. Đáng tiếc, trong tai mọi người sớm đã bị tiếng sóng lấp đầy. Không ai nghe được lời ông ta nói. Dù có nghe được, đại khái cũng sẽ chỉ coi là trò cười. Ông già than nhẹ, người này đã qua đời, giờ còn ai có thể bắn thủy triều. Dứt lời, ông ta giơ cây gậy đen nhánh trong tay lên. Bên trong gậy bay ra một sợi khói đen, trôi về phía mặt sông. Đến trên sông, chờ lúc đỉnh triều tới, làn khói đen kia bỗng đâm thẳng vào. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng rít gào lấn át tiếng sóng cuồn cuộn. Giống hổ mà không phải hổ, giống ngựa mà không hẳn là ngựa. Tiếng gì vậy? Lúc mọi người đang kinh ngạc đặt câu hỏi, bọn họ chợt thấy đỉnh triều đột nhiên nổ tung, nhấc lên sóng lớn cao mấy chục mét. Trong cơn sóng lớn mơ hồ thấy được bóng dáng của một con rồng. Nhưng không ai kịp phân biệt rõ là thật là giả, những cơn sóng lớn đã tràn vào, đánh úp về hai phía. Dưới lòng sông sóng cao mấy chục mét, đến khi vọt tới bờ sông nó vẫn còn cao mười mấy mét. Âm một tiếng, sóng lớn đập vào bờ, tạo thành nước lũ chảy xiết, bao phủ đám người xem thủy triều. Thủy triều hạ xuống mang theo dòng xoáy, cắn nuốt hết thảy. Đám người trẻ tuổi đang quan sát ngay bên bờ sông, kia cũng bị cuốn vào trong nước, mấy cái nhấp nhô đã mất đi bóng dáng. Ông già gù lưng cầm cây gậy trống trong tay, nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất một cái, một sợi khói đen bay về bên trong gậy. Ông ta còng lưng, chống gậy. Bước dọc theo bờ sông ướt nhẹp hoạt nhìn ông ta đi lại tập tễnh, nhưng thực tế tốc độ rất nhanh, bước một bước xa bằng mấy chục bước của người bình thường. Chỉ chốc lát sau ông ta đã từ tiền đường đi đến Hải Thành, sau đó xuyên qua Hải Thành, tiến vào thành phố Hòa. Không ai chú ý đến sự tồn tại của ông lão, đến tận khi hai bảo vệ của nhà họ Triệu nhìn thấy. Lão già lưng còng dừng chân ngoài cửa trang viên nhà họ Triệu, con mắt trống rỗng trắng xanh nhìn vào trong trang viên, tự nhủ. Hẳn là nơi này. Này, ông làm gì đấy? Bảo vệ thấy một người già xấu xí thì căm ghét lên tiếng, xin cơm thì vào trong trung tâm thành phố mà xin, nơi này là trang viên tư nhân.
Ông lão không để ý đến anh ta, cất bước đi vào trong. Bảo vệ cầm theo côn đùng đùng tiến lên ngăn cản. Cút, không cút cẩn thận tôi đánh gãy xương cốt của ông đấy. Bước chân của ông ta không ngừng, chỉ dùng cây gậy trong tay nhẹ nhàng gõ về phía anh ta. Bảo vệ đột ngột dừng lại, tay chân vẫn còn đang giơ lên, miệng cũng há hốc, nhưng anh ta bất động, như thể thời gian nhấn nút tạm dừng. Sau đó, lồng ngực của anh ta bùm một tiếng vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi phun ra từ cái lỗ đó hóa thành một đám xương máu, toàn bộ bị đầu rồng trên thân gậy đen hút đi. Bảo vệ ngã xuống đất, biến thành một bộ cương thi khô quắt. Một người bảo vệ còn lại bị dọa đến ngây dại, thấy ông lão đi về phía anh ta liền sợ hãi, không có dũng khí cầm bộ đàm lên. Ông lão không hề dừng lại, cứ thế đi ngang qua trước mặt bảo vệ. Anh ta chớp mắt một cái, người đã không còn. Anh ta hoài nghi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là thật hay giả, đến tận khi trông thấy thây khô của đồng bạn mới há miệng, run rẩy cầm bộ đàm gọi vào trong. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Khi Lý Dục Thần lại một nửa đứng lên đón ánh nắng sớm từ phương đông, ánh sáng vàng óng trên người anh đã biến mất. Hiện tại, bề ngoài anh chỉ là một thanh niên bình thường, chẳng qua khí chất xuất chúng hơn, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang hơi thở siêu phàm thoát tục. Mà thổ nhưỡng đã bị sét đánh cháy đen đang đâm chồi sức sống tràn trề không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhiều năm sau, nơi này phồn hoa như gấm, cỏ cây tươi tốt, trở thành thắng cảnh đẹp nhất sau trường thành. Lý Dục Thần đứng ở đỉnh núi, đón gió thu se lạnh, hét dài một tiếng. Ngay sau đó, anh phóng lên tận trời, người kiếm hợp nhất, hóa thành một ánh sáng lấp lánh bay về phương Nam. Bên trong Ngô Đồng Cư, Lâm Vân đang luyện tập bộ võ trong sân. Chỉ thấy một ánh sáng bay từ chân trời đến, rơi xuống cây ngô đồng rồi hóa thành một thiếu niên thế tục nhanh nhẹn. Lâm Vân nhìn mà ngây dại. Lý Dục Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lên tiếng, công phu của cậu rất có tiến bộ, nhưng bộ võ không phải võ công bình thường, hoàn toàn khác so với công phu trong gia tộc cậu từng học tập, cậu phải cẩn thận lĩnh hội sự khác biệt này. Lâm Vân lại hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ khiếp sợ la lớn, anh rể. Anh biến thành tiên. Lý Dục Thần nói, chỉ là ngự kiếm phi hành mà thôi, nào có thành tiên. Lâm Vân cười đùa đáp, anh rể, vậy anh dạy em một chút đi, em cũng muốn bay. Lý Dục Thần nhìn không được bật cười, không cần dạy, đến cảnh giới đó tự nhiên sẽ biết. Lâm Vân liền hỏi, vậy phải mất bao lâu ạ? Lý Dục Thần trả lời, với tư chất của cậu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì khoảng chừng 100 năm. Hả, khuôn mặt Lâm Vân uể oải, 100 năm cơ. À, cũng quá lâu rồi đi. Tôi nói là nếu không có gì ngoài ý muốn, Lý Dục Thần lặp lại. Vậy nếu em gặp tình huống ngoài ý muốn thì sao? Lâm Vân vui vẻ hỏi lại. Ngoài ý muốn là có khả năng cậu không sống tới 100 tuổi. Lý Dục Thần nói xong thì tự cười ha ha, quay người đi vào nhà. Đám người Mã Sơn và chị Mai đã ở trong phòng, thấy Lý Dục Thần trở về thì sôi nổi chào đón. Nhất là chị Mai, liên tục hỏi này hỏi nọ, như thể sợ trên người anh thiếu mất một miếng thịt. Lý Dục Thần cười nói, chị Mai, chị sắp lại nhảy bằng mẹ của em rồi. Chị Mai lườm anh. Không phải chị đang quan tâm đến cậu à? Lý Dục Thần đáp, tôi không sao, trái lại là mọi người, thân thể hồi phục thế nào rồi? Sư phụ Vinh vỗ vỗ ngực, không có việc gì cả, giờ khôn như rồng mạnh như hổ rồi. Lý Dục Thần cứ cảm thấy cách dùng từ này có vấn đề, quay sang nhìn ông chủ Vương, thế mà lần đầu tiên ông ấy không đấu võ mồm với sư phụ Vinh. Tâm tình Mã Sơn khá sa sút. Lý Dục Thần biết là bởi vì chuyện của Trương Diễm Diễm, anh không nói gì thêm, vấn đề về tâm lý này chỉ có chính anh ta mới vượt qua được. Một lát sau, dì Tình gọi mọi người xuống ăn cơm. Hôm nay sư phụ Vinh không xuống bếp, tất cả đều do dì Tình làm. Ai ai cũng khen đồ ăn dì ấy làm ngon, có hương vị khác so với món của sư phụ Vinh. Lúc bọn họ đang ăn, Thái Vĩ Dân đến. Gã ta làm theo dặn dò của Mã Sơn. Giúp Lý Dục Thần làm thẻ căn cước và điện thoại. Thái Vĩ Dân nhìn Lý Dục Thần vẫn mang theo vài phần cẩn thận. Anh bảo gã ta ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Thái Vĩ Dân khoát tay lia lịa, không cần, không cần đâu, tôi chỉ đến đưa đồ cho cậu Lý thôi, sẽ đi ngay. Lý Dục Thần cười nói, toàn là người mình ngồi mâm này cả, đừng câu nệ, ngồi xuống ăn đi. Dì Tình đã lấy bát đũa cho gã ta, Thái Vĩ Dân cảm thấy nơm nớp khi được quan tâm. Trong lòng gã ta,
Lý Dục Thần tồn tại giống như thần. Mà mấy người đang ngồi đây là ai, gã ta đều rõ ràng. Mã Sơn là anh em thân như ruột thịt của Lý Dục Thần, Lâm Vân là em vợ tương lai, ba vị kia cũng là đại lão tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Có thể ngồi ăn cơm cùng mâm với những người này, trong lòng Thái Vĩ Dân vừa thấy hồi hộp vừa thấy vinh quang. Lúc ăn cơm, Lý Dục Thần và mọi người nhắc tới rất nhiều chuyện, không hề tránh né Thái Vĩ Dân. Gã ta biết, mình cuối cùng cũng trở thành người bên cạnh cậu Lý. Bây giờ quán giang hồ đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm tin tức của thành phố Hòa, mấy người chị Mai có được nhiều tin tức liên quan đến giang hồ nhất. Nghe nói hai ngày trước thủy triều Tiền Đường có con sóng dưới lòng sông cao mấy chục mét, xông lên cầu lớn qua sông. Hai bên bờ có rất nhiều người đến xem thủy triều bị sóng cuốn đi, đến khi thủy triều rút, mấy trăm mét bên ngoài còn có xác chết trôi. Sao có thể có sóng cao mấy chục mét được, Lý Dục Thần kinh ngạc hỏi. Chuyên gia nói là đường ống khí thiên nhiên dưới đáy sông bị nứt vỡ rồi nổ tung, nguyên nhân tai nạn vẫn còn đang điều tra. Có điều giang hồ đồn đãi, có người nhìn thấy trong nước sông có giao long ẩn hiện. Giao long, Lý Dục Thần khẽ nhíu mày, nếu như là hải giao mượn thủy triều hóa rồng, không thể chỉ xảy ra chuyện ở một chỗ được. Những chỗ khác có ai chứng kiến không? Trước mắt chưa nghe nói, chị Mai đáp. Anh rể, thật sự có loài rồng sao? Lâm Vân tò mò hỏi. Lý Dục Thần cười nói, loài rồng cậu tưởng tượng trong lòng có thật hay không tôi không biết, nhưng giao long trong biển thì thật sự cớ. Nhưng vừa rồi anh còn nói hải giao mượn thủy triều hóa rồng. Nó đã là giao long, còn muốn hóa rồng gì? Người muốn thành tiên, giao muốn hóa rồng, chỉ là trạng thái khác nhau trên con đường tu hành của từng người mà thôi. Người tu thành tiên là có thể trường sinh, giao hóa rồng cũng giống vậy. Lâm Vân dường như hiểu ra, ồ, em biết rồi. Giao và rồng là sự khác biệt về cảnh giới, giống như người với tiên vậy. Mà giao long là cảnh giới xen vào giữa giao với long, cao hơn giao nhưng thấp hơn rồng. Giống với người tiên, cao cấp hơn người nhưng còn thiếu một chút so với tiên. Anh rể, hiện tại có phải anh đang ở giai đoạn người tiên không? Lý Dục Thần cười nói, đã bảo cậu luyện nhiều công phu, ít đọc tiểu thuyết thôi, khó trách luyện tập một bộ võ còn không xong. Lâm Vân thè lưỡi. Cúi đầu xuống và cơm. Bị cậu ta chen vào nói như vậy, không ai bàn luận về chuyện giao long Tiền Đường nữa, ngược lại nhắc đến đại hội võ lâm sắp tổ chức. Nhắc đến việc này, chị Mai bỗng nhiên không nói gì, trên mặt lộ vẻ lo âu. Lý Dục Thần đã nhìn ra, hỏi chị sao vậy? Ông chủ Vương lấy ra một thiệp mời mạ vàng từ trên người, đặt lên bàn, mấy ngày hôm trước chúng tôi vẫn ở thủ đô, Liễu Kim Sinh phái người đưa cho chúng tôi một tấm thiệp mời. Mời ba chúng tôi đi tham gia đại hội võ lâm. Lý Dục Thần lấy tới nhìn thoáng qua, là chữ viết tay, mạnh mẽ cứng cáp, khí thế bằng bạc, phía dưới ký tên Liễu Kim Sinh, hẳn là chữ viết tay của Liễu Kim Sinh. Lý Dục Thần cười đáp, vậy thì đi thôi, mở mang kiến thức xem các tông sư đọ sức với nhau không tốt sao. Chị Mai vẫn yên lặng. Ông chủ Vương trả lời, A Mai và Liễu Kim Sinh có một chút ân oán, lần này e rằng không tránh khỏi. A Mai. Tự bà nói đi, hiện tại chỉ có cậu Lý mới có khả năng giúp bà. Ông chủ Vương nói xong thì đứng lên, sư phụ Vinh cũng đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa. Những người khác thấy thế thì lập tức hiểu được, sôi nổi đứng dậy rời đi. Trong nhà ăn chỉ còn lại hai người Lý Dục Thần và chị Mai. Chị Mai trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Chị giống với sư phụ Vinh, sinh ra trong giang hồ. Ông ta là Vinh Môn. Còn chị là Lan Đạo. Thật ra Vinh Lan cũng có thể coi như một nhà, đều ăn cơm nhờ vào bản lĩnh trên tay. Lan Môn ngoài cá cược ra, cũng có trộm cắp, cả hai môn chị đều học. Nhưng khác với Vinh Môn nhiều ăn cắp vặt, mà Lan Môn ra đạo tặc. Dùng lời của sư phụ chị nói, chúng tôi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Khi chị dần dần có chút thanh danh trên giang hồ, nội tâm chị bắt đầu bành trướng. Chị không còn thỏa mãn với việc trộm của nhà giàu nữa. Thế là, chị nhắm mục tiêu vào nhà họ Liễu tại thành phố Dũng. Đạo tặc Lan Môn chủ yếu lấy hoa làm tên. Tên chị Mai là Nhất Chi Mai. Năm đó Nhất Chi Mai nổi tiếng khắp thế giới, được mệnh danh là nữ tặc đệ nhất giang hồ. Không chỉ bởi vì kỹ thuật trộm cao siêu, mà còn bởi vì xinh đẹp như hoa. Để thấy được dung nhan của bà ta, thậm chí có công ử nhà giàu còn cố ý để lộ ra. Nói trong nhà cất giấu bảo. Bối XX, chờ bà ta đi trộm.
nhưng chưa có ai từng bắt được bà ta tại hiện trường, mãi đến tận khi bà ta trộm ở nhà họ Liễu thành phố Dũng. Nhất chỉ Mai đến nhà họ Liễu trộm đồ thuần túy là vì để chứng minh thực lực của mình, không hề có mục tiêu. Cho nên lần đầu tiên bà ta tiến vào đại viện nhà họ Liễu chỉ đi lung tung một vòng, cuối cùng trộm hai quyển sách trong tàng thư lâu nhà họ Liễu rồi đi ra. Nhưng chính hai quyển sách mất trộm này lại khiến nhà họ Liễu như ong vỡ tổ, bởi vì một quyển trong đó là nội công tâm pháp bí truyền của nhà họ Liễu. Nhất chi Mai cũng không hề cảm thấy hứng thú với công pháp nhà họ Liễu, chỉ đắc ý với hành vi của mình không bị ai phát hiện. Dưới cái nhìn của bà ta, có danh xưng thế gia võ đạo nhà họ Liễu cũng chỉ được đến thế mà thôi. Sau này, bà ta lại nghe nói nhà họ Liễu có một bảo vật gia truyền, tên là Thất Trọng Bảo Hàm, một bộ hộp. Được tạo thành từ 7 cái hộp khác nhau, tục xưng búp bê Machioska. Bộ hộp này chế tạo hoàn toàn từ vàng ròng, công nghệ tinh xảo, có thể so với bảo vật quốc gia. Về phần cái hộp nhỏ ở tận cùng bên trong che giấu cái gì, bên ngoài không ai biết được. Thất Trọng Bảo Hàm kia ở ngay trong phòng sách của Liễu Kim Sinh. Sau khi nghe nói, Nhất Chi Mai một lần nữa lẻn vào nhà họ Liễu, tìm được phòng sách của Liễu Kim Sinh, lúc đang muốn ra tay thì bị Liễu Kim Sinh bắt quả tang. Hóa ra, tin tức về Thất Trọng Bảo Hàm này là mồi Liễu Kim Sinh cố ý thả ra, chính vì để dụ dỗ Nhất Chi Mai đến nhà, dễ dàng bắt bà ta ngay tại chỗ. Ngay lúc đó Liễu Kim Sinh vẫn chưa phải tông sư, nhưng đã bước một chân đến ngưỡng cửa tông sư. Nhất Chi Mai tất nhiên không phải đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Liễu Kim Sinh không giết bà ta, chỉ bảo bà ta trả lại hai quyển sách kia, rồi sẽ thả bà ta. Trong lòng Nhất Chi Mai uất ức, nên sinh ra chấp. Niệm, nhất định phải trộm Thất Trọng Bảo Hàm bằng được. Bà ta tỉ mỉ chuẩn bị, chọn đúng thời cơ, lại lần nữa lẻn vào phòng sách của Liễu Kim Sinh, có điều lần này lại bị Liễu Kim Sinh tóm được. Liễu Kim Sinh vẫn thả bà ta. Cũng nói với bà ta rằng, muốn trộm thì lúc nào cũng có thể đến, nếu có bản lĩnh trộm được thì ông ta tuyệt đối không truy cứu. Sau đó Nhất Chỉ Mai nếm thử nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Liễu Kim Sinh bắt được. Cứ thế thường xuyên qua lại, hai người dần dần quen thuộc, Nhất Chỉ Mai bắt đầu quang minh chính đại gia vào nhà họ Liễu. Bà ta vẫn có chấp niệm trộm đi Thất Trọng Bảo Hàm, nhưng vẫn mãi không tìm được cơ hội, ngược lại hai người sinh ra cảm tình với nhau. Nhưng vấn đề là Liễu Kim Sinh là người thừa kế của nhà họ Liễu, sớm đã có hôn ước trong người, người kia cũng là thiên kim của gia tộc lớn tại thành phố Dũng. Liễu Kim Sinh vì bà ta mà từ hôn đối phương. Lần này chẳng những chọc giận đối phương, cũng chọc giận cả bậc cha chú trong nhà họ Liễu. Sau khi người nhà họ Liễu biết được ngọn nguồn, bọn họ càng không có khả năng để một nữ tặc lan môn làm phu nhân gia chủ tương lai của nhà họ Liễu. Dưới áp lực của gia tộc, Liễu Kim Sinh lựa chọn thoái nhượng. Ông ta bảo Nhất Chi Mai chờ thêm mấy năm, chờ ông ta kế thừa vị trí gia chủ thì nhất định sẽ cưới bà ta. Dưới cơn nóng giận, Nhất Chi Mai rời khỏi nhà họ Liễu, chạy đến đảo Cửu Long trên biển Hoa Đông, trộm bảo vật Mỹ Nhân Châu của đảo chủ, cũng khắc xuống một chữ Liễu, còn để lại tín vật Liễu Kim Sinh thường dùng tại nơi đó. Đảo chủ đảo Cửu Long giận dữ, sai người đến làm náo loạn nhà họ Liễu thành phố Dũng. Liễu Kim Sinh vốn có thể giải thích rõ ràng, nhưng ông ta không giải thích. Mà ôm hết mọi chuyện vào người. Lúc ấy Liễu Kim Sinh đang ở ngưỡng cửa tông sư, trận chiến lớn với cao thủ đảo Cửu Long khiến ông ta hoàn thành đột phá. Đảo chủ đảo Cửu Long ngại thế lực trên bờ của nhà họ Liễu lớn, lại có tông sư chấn giữ nên đành phải coi như không có gì. Tôi biết rồi, ngày hôm đó Vương Tông Sinh đến quán bảo chị trả lại đồ vật, hóa ra gã đang nhắc đến Mỹ Nhân Châu chị trộm từ đảo Cửu Long. Lý Dục Thần nghe xong chuyện cũ chị Mai kể thì tổng kết lại. Chị Mai gật đầu đáp, chính xác, đã bao nhiêu năm nay, Liễu Kim Sinh vẫn luôn cõng nỗi oan ức này thay chị. Ông ta làm như vậy cũng mạo hiểm không nhỏ, mặc dù ông ta là tông sư, nhưng đảo chủ đảo Cửu Long cũng là tông sư. Nếu thật sự liều mạng thì hậu quả khó lường. Chỉ vì một viên chân châu thì cũng không đến nỗi, Lý Dục Thần nói, tôi phỏng chừng người của đảo Cửu Long cũng biết không phải do Liễu Kim Sinh làm, đường đường một tông sư, đi đảo Cửu Long trộm một viên chân châu làm gì. Chị Mai lườm anh một cái, nếu không có giá trị gì, chị sẽ đi trộm sao? Lý Dục Thần cười đáp, không lẽ là Dạ Minh Châu của Từ Hy Thái Hậu? Không phải, có điều hạt châu này có lẽ còn thần kỳ hơn Dạ Minh Châu một chút. Dùng hạt châu này trà sát mặt, có thể giúp khuôn mặt của người đó không già đi,
Chị Mai nói xong thì khẽ cười một tiếng, cậu xem dáng vẻ của chị đi, trông có giả nua không? Lý Dục Thần cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của bà ta. Chị Mai hơi ngượng ngùng, quở trách cần nhìn lâu như vậy sao? Lý Dục Thần trịnh trọng nói, tôi đang tìm nếp nhăn trên mặt chị, nhưng thực sự không tìm ra được. Chị nói làn da, da của chị đích thực non mịn như thiếu nữ mười mấy tuổi mới có. Nếu không phải khí chất của chị trưởng thành, có khí thế giang hồ, bảo chị 20 tuổi cũng là già. Chị Mai cười khanh khách, run rẩy hết cả người. Các cậu tu tiên thì tu luôn cả miệng à? Sao càng ngày càng biết nói chuyện thế, chẳng khác gì bôi mật. Nói xong, chị Mai lấy ra một hạt châu từ trên người mình. Đây, chính là hạt châu này, cậu xem một chút đi. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua, thần thức đảo qua hạt châu, trong lòng hơi chấn động. Chị Mai, đây không phải là chân châu gì cả. Đây là một viên yêu đan. Cái gì cơ, chị Mai giật nảy mình, suýt chút nữa ném văng hạt châu ra ngoài, yêu đan. Không những là yêu đan, hơn nữa còn là yêu đan của nhân ngư cực kỳ hy hữu, Lý Dục Thần trả lời. Chị Mai mở to mắt, khó tin nhìn xuống hạt châu trong tay mình, nhân ngư. Là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết kia sao? Lý Dục Thần đáp, tôi cũng chưa từng nhìn thấy, có đẹp hay không không biết. Chị Mai thở dài một hơi, cũng may là mỹ nhân ngư, không phải là chị dùng một viên nội đan của yêu quái xoa mặt hàng ngày, ngẫm lại đều buồn nôn. Lý Dục Thần cười ha ha, chị Mai, chị coi cái này như mặt nạ bồi lên mặt, nếu bị đám người tu hành kia biết, bọn họ sẽ mắng chị phung phí của trời. Đối với người tu hành mà nói, đây là vật bọn họ tha thiết ước mơ. Lý Dục Thần phán đoán, viên nhân ngư đan này có phẩm chất cao hơn viên xà đan anh từng lấy được tại thành phố Tuyên. Loại yêu đan có đẳng cấp này có thể luyện chế ra đan dược tu hành. Chị Mai nghe xong thì nhét hạt châu vào trong tay Lý Dục Thần. Chị làm gì vậy? Lý Dục Thần kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là cho cậu rồi, chị Mai đáp không. Phải cậu nói nó có tác dụng lớn đối với người tu hành sao, để lại cho chị cũng chỉ có nước thoa mặt nạ. Lý Dục Thần mỉm cười, trả lại hạt châu cho chị Mai, linh dược tùy duyên, chị có duyên lấy được thì chính là cơ duyên của chị. Chị cứ giữ lại bôi mặt trước đi đã, tôi cũng thích nhìn một chị Mai sẽ không già đi. Chờ chị đột phá tông sư, từ võ nhập đạo, thứ này có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chị Mai vui mừng hỏi, chị có thể luyện thành tông sư? Lý Dục Thần cười đáp, tông sư mà thôi, thành tựu nhỏ, không khó lắm. Mặc dù khẩu khí của anh lớn, nhưng chị Mai lại tin tưởng. Trương Điên là tông sư, còn không phải cũng bị một kiếm của Lý Dục Thần chém chết. Tông sư mà thôi. Chị Mai đột nhiên cảm thấy, tông sư hình như cũng chỉ đến vậy. Chuyện của Liễu Kim Sinh, chị định xử lý thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Lý Dục Thần đã sớm biết giữa chị Mai và Liễu Kim Sinh có ân oán, anh vốn nghĩ rất đơn giản, mặc kệ chuyện gì đều ôm lấy thay chị Mai. Ông không phải tông sư sao, muốn bắt nạt chị Mai thì thắng tôi trước rồi hãng nói. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không đơn giản như vậy. Dù sao giữa hai người cũng từng có một đoạn tình cảm. Năm đó nhà họ Liễu nhục nhã chị, Liễu Kim Sinh không nói đỡ cho chị, ngược lại đuổi chị ra khỏi nhà họ Liễu, tình cảm giữa chị và ông ta sớm đã cắt đứt. Nhưng chị ăn trộm mỹ nhân châu của đảo Cửu Long, mặc dù ý định ban đầu là muốn khiến ông ta mắc ói, nhưng ông ta thay chị cõng oan ức nhiều năm như vậy, chuyện này tính là chị thiếu ông ta. Chị Mai nói đến đây thì tạm dừng, hơi nhíu mày. Lý Dục Thần có chút hiểu ra, chị đang lo lắng ông ta muốn mượn chuyện này để ép chị quay lại với ông ta. Chị Mai gật đầu trả lời, hồi trước ông ta bước vào. Tông sư, suốt nhiều năm cũng không tìm đến chị cứ nghĩ ông ta đã quên chị. Nhưng lần trước Phương Tông Sinh đến truyền lời, hiển nhiên ông ta vẫn luôn chú ý đến chị, cũng biết chị ở đâu. Bây giờ đột nhiên đưa thiệp mời cho chị, bảo chị tham gia đại hội võ lâm. Chị đoán võ đạo của ông ta đã tiến thêm một bước. Rất có thể đã vượt qua tông sư. Nếu là vậy, ông ta có thể trở thành người đứng đầu Nam Giang, cũng có thể vững vàng ngăn chặn đảo Cửu Long. Lần Vương Tông Sinh truyền lời, kỳ thực ý tứ của ông ta đã rất rõ ràng, trừ phi chị tiến vào nhà họ Liễu, nếu không ông ta sẽ không đeo oan ức trộm mỹ nhân châu thay chị nữa. Cho nên, hoặc là chị lấy ông ta, hoặc bị người của đảo Cửu Long đuổi giết, đúng không? Ừ, chị Mai gật đầu. Chị Mai... Tôi có thể hỏi một vấn đề không? Lý Dục Thần đột nhiên hỏi. Gì cơ, sư phụ Vinh và ông chủ Vương,
chị thích ai hơn? Chị Mai đột nhiên sững sờ, biểu cảm trở nên hơi kỳ quái, trừng mắt nhìn Lý Dục Thần, sao cậu lại hỏi cái này? Chỉ là có hơi, tò mò, Lý Dục Thần cười ha ha. Hay là tôi thay đổi cách hỏi một chút, sư phụ Vinh, ông, chủ Vương, và cả Liễu Kim Sinh, muốn chị chọn một người, chị sẽ chọn ai? Chị Mai nghĩ nghĩ nói, có thể thêm một lựa chọn nữa không? Còn ai nữa? Cậu! Lý Dục Thần vô cùng ngạc nhiên, chị Mai lại bật cười khanh khách. Được rồi, đùa với cậu đó. Lý Dục Thần thở nhẹ nhõm một hơi, nói chị Mai, đừng đùa như vậy. Chị Mai nói, thực ra, tôi và Liễu Kim Sinh đã không. Thế nào rồi, còn hai người họ, tôi cũng không biết. Hai người họ đều tốt, tôi không thể chọn một người, làm tổn thương một người khác, thực ra bây giờ như vậy rất tốt. Lý Dục Thần gật đầu, tôi hiểu rồi. Chị Mai, chị yên tâm đi, có tôi ở đây, bất kể là Liễu Kim Sinh hay là Đào Cửu Long, cũng không thể làm tổn thương chị. Chị Mai nói, Dục Thần, cậu phải cẩn thận, Liễu Kim Sinh rất có thể bước vào cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết. Nếu ông ta có thể lấy được danh hiệu đệ nhất tông sư Nam Giang, thế lực của nhà họ Liễu sẽ càng lớn mạnh. Muốn làm đệ nhất tông sư Nam Giang, ông ta có thể qua được cửa ải Hà Trường Xuân trước rồi tính chứ phải không? Lý Dục Thần cười ha ha. Tiên thiên của võ giả, và tiên thiên như anh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Võ giả nhập tiên thiên, còn ở dưới chân thiên đô, có thể lên thang trời hay không cũng chưa chắc. Nói chuyện với chị Mai xong, mới gọi những người khác quay lại. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương nhìn sắc mặt của chị Mai là biết đại khái là vấn đề gì, trong lòng vui mừng. Mọi người lại tiếp tục uống rượu nói chuyện, vui vẻ ra về. Ăn cơm xong, Lý Dục Thần gọi Lâm Vân đến, hỏi, hai ngày nay nhà cậu thế nào? Lâm Vân nói, vẫn ổn, bố em rất bận, chuyện trong nhà đã gần như không hỏi đến, cả ngày cùng tập đoàn của mấy người chú Lang nghiên cứu chuyện kinh doanh. Mấy ngày nay sức khỏe ông nội em cũng rất tốt, hôm nay biết anh quay về, còn đặc biệt dặn em, bảo em nói với anh một tiếng, bây giờ ông rất tốt, bảo nếu anh bận thì không cần đi thăm ông. Mẹ cậu thì sao? Mẹ em ở thành phố Mai. Vẫn chưa về, hình như bệnh tình của ông ngoại lại chuyển biến xấu. Không đến tiền đường mời ông Hồ à? Mời rồi, nhưng ông Hồ cũng bị bệnh, không ra khỏi nhà được. Ông Hồ bị bệnh, Lý Dục Thần cảm thấy không ổn lắm. Tuy Hồ Sư Ước đã lớn tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt. Công pháp dưỡng sinh gia truyền của nhà họ Hồ rất cao minh, không kém hơn tâm pháp nội gia bình thường. Hơn nữa Lý Dục Thần đã gặp Hồ Sư Ước mấy lần, nhìn từ tinh thần vẻ mặt. Tuyệt đối không cần lo bệnh tật trong thời gian tới. Sao đột nhiên mắc bệnh được chứ? Lý Dục Thần quyết định đi thăm, vừa hay cũng phải đi thăm Tiền Nhược Vọng, xem ông ta hồi phục thế nào rồi. Anh nói với Lâm Vân, hai ngày nay tôi phải đến Long Hồ Sơn một chuyến, tiện đi qua thành phố Mai, cậu gửi cho tôi địa chỉ của nhà ông ngoại cậu đi. Lâm Vân vui mừng nói, nếu mẹ em biết anh đến, chắc chắn sẽ vui muốn chết. Lý Dục Thần nói, cậu đừng nói với bà ấy trước. Tránh để bà ấy lại bận tới bận lui lo tiếp đãi tôi đến đó sẽ gọi điện cho bà ấy. Lâm Vân gật đầu đồng ý, đưa địa chỉ của nhà họ. Nghiêm thành phố Mai cho Lý Dục Thần. Lý Dục Thần dặn dò trong nhà mấy câu, rồi lập tức đi đến tiền đường. Anh trực tiếp đến Đồng Khánh đường tìm được Hồ Tu Nhất. Tinh thần của Hồ Tu Nhất không tốt lắm, vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, dường như nhìn thấy cứu tinh. Cậu Lý, cậu đến rồi. Tôi gọi điện cho cậu mấy lần mà không liên lạc được. Nghe nói ông Hồ bị bệnh, đã xảy ra chuyện gì? Hay, đâu phải là mắc bệnh, là bị người ta hại, Hồ Tu Nhất nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lý Dục Thần hỏi. Hồ Tu Nhất nói, là thế này, hai ngày trước bố tôi đang ngồi khám bệnh, vốn đã khám hết số, không nhận khám nữa. Nhưng một người đông doanh đến, nói là ngưỡng mộ danh tiếng của bố tôi, từ ngàn dặm xa xôi đến. Bố tôi thêm số cho anh ta, bố tôi bắt mạch cho anh A, nói anh ta không có bệnh gì, không cần kê thuốc. Anh A bỗng phát điên, nói bố tôi y thuật không tinh thông, chỉ là hư danh. Sau đó cũng không biết dùng cách gì, lúc đó bố tôi đau đầu chóng mặt rất nặng. Người đông doanh buông lời, nói nếu bố tôi có thể chữa khỏi bệnh của mình, thì thừa nhận bố tôi là danh y, nếu không thể, thì phải tháo bỏ biển hiệu Thánh Thủ Hạnh Lâm. Lý Dục Thần cau mày, đi, đưa tôi đi xem sao. Được, mời cậu Lý đi theo tôi.
Hồ Tu Nhất dẫn đường, đưa Lý Dục Thần đến phòng dưỡng bệnh của Hồ Sư Ước. Vào phòng, phát hiện Tiên Khôn cũng có mặt, cậu em Lý đến rồi, Tiên Khôn vui mừng. Lý Dục Thần và Tiên Khôn chào hỏi nhau, rồi ngồi đến trước giường bệnh của Hồ Sư Ước. Hồ Sư Ước nhắm chặt đôi mắt, cau mày, sắc mặt vàng vọt, bờ môi trắng nhợt, trông rất không ổn. Lý Dục Thần dùng thần thức quét, là biết vấn đề nằm ở đâu. Ông Hồ bị người khác dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa khí mạch. Tiên Khôn nói, tôi cũng phát hiện ông Hồ kinh mạch bị phong tỏa, nhưng tôi dùng chân khí tương trợ, cũng không thể thông được kinh mạch, vô cùng kỳ lạ. Lý Dục Thần nói, đây là thủ pháp của nhãn giả Đông Doanh, vô cùng cao minh, khí mạch tắc nghẽn, chân khí bình thường không thể làm thông được. Tôi biết rồi, Tiên Khôn nói, kẻ này nhằm vào nhà họ Tiền, cậu em Lý, cậu nhận ra được thuật bù nhìn, chữa khỏi bệnh của nhược vọng, nhưng họ cho rằng là ông Hồ chữa khỏi, cho nên nhằm vào ông Hồ. Lý Dục Thần kinh ngạc nói như vậy, là ông Hồ chịu tội thay tôi. Xem ra cục tức này, tôi phải xả giận thay ông Hồ. Quay đầu hỏi Hồ Tu Nhất, họ nói lúc nào thì đến tháo biển. Hồ Tu Nhất nói, có lẽ là ngày mai. Được, vậy thì đợi ngày mai. Lý Dục Thần sớm đã lĩnh giáo thủ pháp của ninja. Lần trước là Lâm Thiếu Bình bóp vỡ xương cốt toàn thân của Lâm Vân, lần này là Hồ Sư Ước, kinh mạch xoắn vào nhau. Trông có vẻ Lâm Vân bị thương nặng hơn, nhưng thực tế luận thủ pháp, người lần này làm hại Hồ Sư Ước cao minh hơn. Nếu là ba ngày trước, Lý Dục Thần vẫn phải dùng châm ngũ hành, dựa vào thuật châm mới có thể hồi phục kinh mạch bị xoắn vào nhau, rồi dùng chân khí đả thông bát mạch kinh kỳ của Hồ Sư Ước. Nhưng bây giờ Lý Dục Thần đã được trải qua lôi kiếp ẩy luyện, bước vào cánh cửa tiên thiên. Anh giơ tay là chữa được vết thương của Hồ Sư Ước. Tiền Khôn nhìn mà gật đầu liên tục. Lòng nghĩ y thuật của cậu em Lý càng ngày càng cao minh. Hồ Tu Nhất càng chấn kinh hơn, nghĩ đến lúc trước mình chế nhạo châm biếm Lý Dục Thần, trong lòng bất giác hổ thẹn. Hồ Sư Ước từ từ tỉnh lại, nói cậu Lý, may mà có cậu ra tay, nếu không cái mạng già của tôi, sợ là phải giao. Vào tay bọn quỷ Đông Doanh rồi. Ây, nói ra thì hổ thẹn, cả đời tôi hành nghề y, được gọi là thánh thủ, mà ngay cả kinh mạch của mình cũng không đả thông được. Lý Dục Thần cười nói, ông Hồ việc gì phải khiêm tốn, ông bị người ta ngầm tính kế, nếu đường đường chính chính luận y đạo, họ đâu thể bằng được ông. Tiền Khôn nói, bọn quỷ Đông Doanh này chỉ biết ngầm dở trò mèo, đâu dám đường đường chính chính so tài. Hồ Tu Nhất tức giận nói, đúng thế, nếu họ dám quang minh chính đại so tài, nhà họ Hồ tôi sao phải sợ hắn. Mấy người lại nói chuyện mấy câu, Lý Dục Thần bảo, Hồ Sư Ước nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai người Đông Doanh đến tháo biển hiệu, Hồ Sư Ước là gia chủ nhà họ Hồ, đương nhiên phải ra mặt. Lý Dục Thần cáo từ đi ra, bèn cùng Tiền Khôn đi thăm Tiền Nhược Vọng. Ở Sơn Trang Ngô Việt, Lý Dục Thần gặp được Hoa Hòa Thượng mặc áo Hòa Thượng, bây giờ đã thành Hòa Thượng thật, pháp hiệu Vô Hoa. Vô Hoa lúc đó đứng bên cạnh một vị lão tăng. Vị lão tăng này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt từ bị, ngồi ở đó, lại có pháp tướng trang nghiêm. Tiền Nhược Vọng giới thiệu, cậu Lý, đây là đại sư Trí Nhẫn của chùa Thiên Trúc. Rồi nói với Trí Nhẫn, vị này là cậu Lý Dục Thần chữa bệnh cho tôi. Trí Nhẫn nhìn Lý Dục Thần một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chắp hai tay, miệng đọc Phật hiệu, A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ có tư thái thần tiên, lại có thể đi lại nơi phàm trần, chữa bệnh cứu người, lòng từ bi này, bần tăng kính phục. Lý Dục Thần cũng nhìn Trí Nhẫn. Thần thức đảo quét. Trên người hòa thượng này có một tầng hào quang. Anh hơi kinh ngạc, không ngờ Tiền Đường còn có tăng nhân tu vi cao thâm như vậy. Hôm nay hòa thượng này đến đây, có lẽ là vì ninja Đông Doanh xuất hiện, đến để bảo vệ Tiền Nhược Vọng. Có một cao tăng như vậy, chẳng trách nhà họ Tiền có chỗ dựa không hề sợ gì, đám ninja Đông Doanh cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn hạ tiện như thuật bù nhìn để đối phó Tiền Nhược Vọng. Lập tức mỉm cười, nói, đại sư quá khen rồi. Tiền Nhược Vọng lại chỉ vào Hoa Hòa Thượng nói, vị này, có lẽ cậu Lý quen biết, nhưng bây giờ đã bái dưới môn hạ của Đại sư Trí Nhẫn. Hoa Hòa Thượng khom lưng hành lễ nói, tiểu tăng pháp hiệu Vô Hoa, nhờ Lý Thí Chủ điểm hóa, tiểu tăng cảm kích vô cùng. Lý Dục Thần không ngờ mình vô tình đã điểm hóa một đại ma đầu vào Phật môn, không khỏi khế ngẩn người, sau đó cười ha ha, nói, vậy tôi phải chúc mừng sư phụ Vô Hoa rồi. Vô Hoa đã làm Hòa Thượng. Đương nhiên cũng không theo Tiền Hân Đồng nữa. Cô cả nhà họ Tiền không có vệ sĩ chọc đầu,
cũng bớt vài phần bá đạo, thêm vài phần nữ tính, yên lặng đứng bên cạnh Tiền Nhược Vọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Lý Dục Thần. Sức khỏe của Tiền Nhược Vọng đã khỏi hoàn toàn. Lý Dục Thần thấy hơi kỳ lạ, ban đầu Tiền Nhược Vọng mắc bệnh nặng, tại sao không mời Chí Nhãn đến xem? Với tu vi của Chí Nhãn, thuật bù nhìn nhỏ bé, đâu thể làm khó ông ta. Nhưng đây là chuyện nhà họ Tiền, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Ngồi xuống uống trà, Lý Dục Thần và Chí Nhẫn đàm đạo khảo nghiệm mấy câu thiền tông, đều là thảo luận sâu về pháp môn, ngoại trừ Vô Hoa cau mày, như ngộ ra điều gì, thì những người khác nghe mà mơ hồ khó hiểu. Tiền Hân Đồng bất mãn nói, hai người đàm đạo, Phật Pháp, có thể đến chùa đàm đạo, ở đây, có thể nói chuyện mà chúng tôi hiểu được không? Hân Đồng, không được vô lễ, Tiền Nhược Vọng quát nói. Chí Nhẫn cười lớn ha ha, không sao, cô cả tiên muốn nghe cái gì? Cả tiền đường, có lẽ chỉ có một mình Tiền Hân Đồng dám ăn nói, không có lớn nhỏ như vậy trước mặt lão hòa thượng. Tiền Hân Đồng nói, lúc thủy triều lên mấy hôm trước, có tin đồn trên sông có giao long xuất hiện, nổi sóng cao mười mấy mét, thủy triều tấn công giạt đi rất nhiều người, chuyện này, mọi người đã nghe nói đến chưa? A-di-đà Phật, Chí Nhãn đọc một tiếng Phật hiệu, mặt hiện vẻ từ bi khổ nạn. Tiền Khôn nói, chuyện này, tôi đã cử người đi điều tra. Đúng là lúc đó xảy ra hiện tượng lạ, thủy triều cao quá 20 mét. Về thủy triều tiền đường, trong lịch sử cũng từng có ghi chép có mấy lần tương tự, lần trước cách hiện nay đã 1.100 năm, cũng chính là lần tổ tiên Tiền thị chúng ta, Ngô Việt Vương Tiền Lưu bắn thủy triều đó. Vậy rốt cuộc có phải giao long xuất hiện ở biển không? Tiền Hân Đồng hỏi. Tiền Khôn lắc đầu nói, đều là nói vô căn cứ, thực sự có giao long ở biển, làm sao có thể đến tiền đường mới gây họa? Lần hơn 1.000 năm trước đó, bắt đầu từ kho muối cũ, cả hải thành bị nhấn chìm, trực tiếp uy hiếp đến an nguy của thành tiền đường, Ngô Việt Vương mới dẫn hàng vạn kỵ binh, để lại truyền thuyết tiền vương bản thủy triều. Nói như vậy, thực sự có giao long, Tiền Hân Đồng hỏi. Tiền Khôn trầm ngâm một lát, nhìn mọi người một cái nói. Mọi người ở đây cũng không phải người ngoài, tôi nói thẳng vậy. Trên đời có rồng hay không, tôi không dám đoán bừa. Nhưng chắc chắn trong biển có quái thú. Theo như ghi chép của tổ tiên Tiền thị chúng ta để lại, năm đó Tiền Vương bắn thủy triều, không phải bản thủy triều, mà là bản một con rắn khổng lồ. Tổ tiên Tiền Vương lợi hại như vậy ư, vẻ mặt Tiền Hân Đồng tự hào nói. Lý Dục Thần bỗng hỏi, lão ca, vậy đám ninja đông doanh cứ nhằm vào nhà họ Tiền không buông, có phải cũng liên quan đến chuyện này không? Tiền Khôn và Tiền Nhược Vọng quay sang nhìn nhau. Gật đầu nói, lão đệ thật biết nhìn xa, đúng là như vậy. Nhà họ Tiền chúng tôi có một cây cung tổ truyền, chính là cây cung năm đó tổ tiên dùng để băn thủy triều. Nghe nói cây cung đó làm bằng xương cốt của rồng, lúc đóng mở có thể nghe thấy tiếng rồng gầm. Đám người đông doanh đó muốn có cây cung này. Tiền Hân Đồng hiếu kỳ mở to đôi mắt, sao cháu không biết chuyện này? Cây cung ở đâu? Tiền Nhược Vọng cười ha ha nói, con bé này, để... Cháu biết thì toàn thế giới đều biết, ông nội, Tiền Hân Đồng dẫm châm, bĩu môi. Tiền Khôn nói tiếp, đảo quốc đông doanh bốn bề là biển. Thường xuyên có cự thú trong biển, hoành hành trong đó, mưa gió sóng thần, dân chúng chịu khổ. Cho nên người đông doanh thường xuyên ra quân đội thuyền quy mô lớn, ra biển với danh nghĩa bắt cá voi, thực chất là để đối phó với hải thú. Cũng may xã hội ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, vũ khí tiên tiến. Đã rất ít xảy ra chuyện hải thú tấn công duyên hải. Nhưng mười mấy năm trước, ngoài biển Đông Bắc Đông Doanh, một con cự thú ngủ say dưới đáy đại dương đột nhiên tỉnh lại, tạo nên động đất mạnh và sóng hần. Sức phá hoại cũng cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử Đông Doanh. Còn thứ đó là cái gì, đến nay vẫn chưa có kết luận. Có người nói là cự long, cũng có người nói là cá côn, còn có người nói là Godzilla. Tiền Hân Đồng phì cười một tiếng, nói quá rồi phải không? Còn có cả Godzilla chùa. Tiền Khôn trừng mắt nhìn cô ta một cái. Tiền Hân Đồng lè lưỡi, không nói nữa, nhưng vẻ mặt hiển nhiên là không tin. Lúc đó, đông doanh cử người đến tìm nhà họ Tiền chúng ta, muốn mượn cây cung Tiền Vương, đối phó với cự thú. Tiền Khôn tiếp tục nói, tuy đông doanh và hoa hạ chúng ta có thù, nhưng cũng ở rất gần nhau. Dân chúng vô tội, nếu thực sự dùng để đối phó hải thú, bảo vệ môi trường làm yên lòng dân. Đương nhiên chúng tôi sẽ cho mượn. Nhưng tôi biết đám chính khách đông doanh đó rất vô liêm sỉ, một khi giao cây cung Tiền Vương cho họ, thì rất khó lấy về được. Huống hồ vốn không ai có thể kéo được cây cung Tiền Vương.
nhưng để cứu sinh linh trong lầm than, bất kể sự việc thật hay giả, cũng bất kể mục đích của đối phương là gì, chúng tôi vẫn quyết định đi thử. Tiền Khôn tiếp tục nói. Vậy là tôi đích thân dẫn đội triệu tập 120 đệ tử tiền thị võ công đạt đến ám kình trở lên, hộ tống cây cung tiền vương, đến Đông Doanh. Kết quả không ngoài dự liệu, đám người Đông Doanh đó vừa lấy cung đã muốn chiếm làm của riêng. Đương nhiên tôi không chịu, vì vậy xảy ra xung đột. Vì cướp cung tiền vương về, đệ tử tiền thị chúng tôi chiến đấu anh dũng và đẫm máu, cuối cùng hộ tống cung tiền vương về tiền đường an toàn. Tôi bị thương nặng vào lần đó. Còn 120 đệ tử ưu tú tiền thị cũng thương vong hơn một nửa, người sống quay về chưa đến 1/3. Nói đến đây, ánh mắt của Tiền Khôn tối dần. Trí Nhẫn và Vô Hoa cũng niệm một cậu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tiền Hân Đồng tức giận nói, đám người Đông Doanh này, thật chẳng ra sao. Lý Dục Thần không ngờ nhà họ Tiền còn giấu bảo vật quan trọng như vậy. Cây cung có thể bắn chết giao long vô cùng hiếm có, người bình thường không kéo nổi. Đó là vì cây cung này không phải dùng sức người để kéo cung, mà phải dựa vào pháp lực, bắn ra cũng không phải là mũi tên bình thường. Sau này, mâu thuẫn giữa người Đông Doanh và nhà họ Tiền chúng tôi chưa từng dừng lại, trong tối ngoài sáng, đấu tranh vô cùng khốc liệt. Họ không có lĩnh vực gì là không can thiệp, cạnh tranh thương mại, đàn áp chính trị, ám sát, kể cả lần này dùng thuật con rối để đối phó tộc trưởng Tiền Thị, chắc chắn là muốn có được cây cung Tiền Vương. Lý Dục Thần nói. Lần này đến Đồng Khánh Đường khiêu chiến, là cùng một bọn phải không? Tiền Khôn nói, có phải hay không, ngày mai gặp sẽ biết. Lý Dục Thần gật đầu, lại hỏi, lão ca, Thiên Nhẫn Tông này, ông hiểu được bao nhiêu? Thực lực của họ thế nào? Ở Hoa Hạ có bao nhiêu người? Tiền Khôn nói, Thiên Nhẫn Tông là một trong các phái thực lực mạnh nhất trong phái ninja, tông chủ của họ tên là Tazura Kazuyoshi, cao thủ cảnh giới đột nhẫn, cũng tương đương với tông sư võ đạo của chúng ta. Tổng bộ của họ ở Hoa Hạ trước đây ở Đông Bắc, có chỉ nhánh ở Thủ Đô và Thân Châu. Danh sách thành viên các nơi, chúng tôi đều có. Nhưng họ hành sự bí mật, ngoài bản danh sách này, chắc chắn còn có cao thủ ẩn giấu. Phái ninja mạnh nhất Đông Doanh chắc không chỉ có một đột nhẫn chứ, Lý Dục Thần nói. Nghe nói, người phụ trách tổng bộ Hoa Hạ của họ cũng là một cao thủ cảnh giới đột nhẫn. Còn có một người, Tiền Khôn trầm ngâm một lát nói. Người này tên là Bando Sushi, là người sáng lập Thiên Nhẫn Tông. Mấy chục năm trước độ kiếp trên biển, dẫn sấm sét vạn đạo, sau đó đã biến mất. Có người nói ông ta đã phi thăng, có người nói ông ta đã chết. Đương nhiên, đều là tin đồn, hơn nữa người Đông Doanh thích khoa trương, không thể tin hết. Nhưng lần sóng thần 10 năm trước đó, nghe nói có người nhìn thấy ông ta ở bên biển. Giả như người này còn sống, chắc chắn là đột nhãn. Thậm chí đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhẫn trong truyền thuyết. Lý Dục Thần cau mày. Tông sư đột phá của võ đạo bình thường tiến vào tiên thiên vốn không thể nào dẫn đến lôi kiếp. Một ninja lại có thể độ kiếp trên biển, còn dẫn sấm sét vạn đạo, thì đúng là không đơn giản. Thiên Nhẫn Tông này, xem ra có chút bản lĩnh. Tối hôm đó, Lý Dục Thần ở lại Sơn Trang Ngô Việt. Của nhà họ Tiền, đợi hôm sau đến Đồng Khánh Đường gặp ninja của Thiên Nhẫn Tông. Trí Nhẫn cáo từ về chùa Thiên Trúc. Trước khi đi, Trí Nhãn nhìn Lý Dục Thần một cái, nói có Lý Thí Chủ ở đây, ngày mai Lão Nạp không cần đến Đồng Khánh Đường thể hiện sự kém cỏi nữa. Lão Nạp đến đánh cờ cùng Tiền Thí Chủ thì hơn. Nói xong, liền dẫn theo Vô Hoa rời khỏi Sơn Trang Ngô Việt. Tiền Khôn nghe xong lời này, trong lòng thầm kinh ngạc. Tiền Khôn biết rõ thực lực của Trí Nhẫn, nhà họ Tiền không hề sợ Thiên Nhẫn Tông, chính là vì có Trí Nhẫn ở đây. Đại hội võ lâm Tiền Đường, hai đại tông sư tranh đệ nhất, nhà họ Tiền cũng không tham gia, ngoại trừ vì thực. Lực gia tộc mạnh đến không cần dựa vào cái danh tông sư để giành tài nguyên ra, còn là vì có Trí Nhẫn. Nhưng nghe ý trong lời nói của Trí Nhãn, lại cho rằng u vi của Lý Dục Thần cao hơn ông ta. Tuy Tiền Khôn từng tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần thể hiện thực lực, nghi ngờ Lý Dục Thần là tông sư, nhưng cũng chưa từng nghĩ, Lý Dục Thần còn vượt qua cả tông sư. Ông ta bắt đầu mong đến ngày mai. Thậm chí trong lòng thầm mong, tốt nhất đám người Đông Doanh cử mấy người có thực lực mạnh một chút đến. Một điểm lợi khác khi có Lý Dục Thần ở đây là không cần lo lắng Thiên Nhẫn Tông Dương Đông kích Tây. Trí Nhẫn nói ngày mai đến đánh cờ cùng Tiền Nhược Vọng, sợ là cũng là ý này. Tiền Nhược Vọng vốn muốn cho người làm đi sắp xếp phòng ngủ cho Lý Dục Thần, Tiên Hân Đồng lại chủ động gánh vác công việc này.
Sơn Trang Ngô Việt nằm ở giữa sườn núi, không lớn lắm, nhưng phân bố mấy tỉnh xá vô cùng tài tình khéo láo. Tiền Hân Đồng dẫn Lý Dục Thần đi bộ trên con đường nhỏ trải đá cội, bỗng nhiên hỏi, tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh khiến A Hoa quyết tâm xuất gia bằng cách nào? Lý Dục Thần ngẩn người, nói chuyện này, chẳng phải cô nên đi hỏi anh ta, hoặc là hỏi Đại sư Trí Nhẫn sao? Ha, bây giờ anh ta hoàn toàn biến thành người khác, hỏi anh ta cái gì cũng chỉ một câu, A-di-đà Phật, Tiền Hân Đồng nói, còn Đại sư Trí Nhãn, trước đây cũng không phải họ chưa từng gặp nhau, Đại sư Trí Nhẫn còn thử điểm hóa anh ta, nhưng anh ta là viên đá cứng đầu, vốn không thể khai thông. Cho nên cô nghĩ rằng, đây là công lao của tôi, Dục Thần cười hỏi. Vốn dĩ tôi chỉ nghỉ ngờ, nhưng hôm nay A Hoa tự nói, là anh đã điểm hóa anh ta. Tiền Hân Đồng nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, dường như muốn nhìn ra điểm gì đó trên khuôn mặt anh. Lý Dục Thần khẽ xoa cằm, ngẩng đầu nhìn ánh trắng trên trời, nếu tôi nói tôi cũng không biết đã điểm hóa anh ta thế nào, cô tin không? Tiền Hân Đồng quả quyết trả lời, không tin. Cô không tin tôi cũng chẳng còn cách nào, Lý Dục Thần nói, cô việc gì chứ phải muốn biết chuyện này. Vì tôi muốn anh cũng điểm hóa tôi, Tiền Hân Đồng nói. Cô cùng muốn xuất gia, Lý Dục Thần hiếu kỳ nói. Xuất gia hay không, không phải trọng điểm, quan trọng là đổi cách sống khác. Tiền Hân Đồng quay người chậm rãi đi men theo con đường đá cuội. Ánh trăng chiếu lên người cô ta, như khoác lên lụa bạc mỏng. Trước đây ông nội từng dạy tôi luyện võ, tôi luôn chống đối, vì tôi cảm thấy những người luyện võ đều thô tục. Họ luyện võ vì cái gì? Luyện được công phu thì đã làm sao? Chẳng phải chỉ lợi hại hơn người bình thường chút thôi sao? Gặp phải người lợi hại hơn mình, vẫn sợ hãi. Từ xưa anh hùng thực sự, không phải vì võ nghệ cao, cường, mà là vì tâm tính, vì tấm lòng. Lời nói của Tiền Hân Đồng lại khiến Lý Dục Thần có cái nhìn khác. Ông nội tôi không biết võ công, cũng không cản trở ông ấy trở thành tộc trưởng của Tiền Thị. Nhưng tôi cũng không muốn những điều này, cũng vẫn tục. Tôi muốn thứ không tục. Cô ta bỗng quay người nhìn sang Lý Dục Thần. Tôi biết anh không phải là người phàm tục, giống như lão hòa thượng Trí Nhãn. Lần này gặp anh, tôi càng chắc chắn suy nghĩ của mình. So với lần trước, anh càng thoát tục hơn. Lý Dục Thần càng kinh ngạc. Mình trải qua lôi kiếp tôi luyện, thân tâm đã khác. Nhưng sau khi ẩn đi thần tàng, so với trước đây, có lẽ càng giống người bình thường mới đúng. Có lẽ người tu hành có thể từ thần quang nhìn ra điều gì, ví dụ như Trí Nhẫn. Nhưng Tiền Hân Đồng là người bình thường không hề có tu vi, có thể nhìn ra, rất hiếm có. Vậy cô hy vọng tôi điểm hóa cô thế nào, Lý Dục? Thần cười hỏi. Tiền Hân Đồng cười, nụ cười còn có chút giảo hoạt, nói, lần trước tôi muốn lấy thân báo đáp, anh nói anh đã có vợ chưa cưới. Vậy chỉ đành bái anh làm sư, đương nhiên, cũng có thể làm người tình của anh, tôi thì không vấn đề, chỉ xem anh chọn thế nào. Lý Dục Thần ngẩn người. Cô ta là phụ nữ gì vậy? Hai chọn một, mau quyết định đi, Tiền Hân Đồng thúc giục nói. Lý Dục Thần lắc đầu nói, trẻ con mới làm đề lựa chọn. Tiền Hân Đồng vui mừng nói, anh muốn cả hai. Tôi không chọn gì hết. Lý Dục Thần nói xong, sải bước lớn đi về trước. Tiền Hân Đồng ngẩn người, khóe miệng cong lên, lẩm bẩm, tôi không nói anh ở chỗ nào, anh đi nhanh như vậy có tác dụng gì? Bèn cũng bước nhanh đi theo. Tiền Hân Đồng dẫn Lý Dục Thần đi vào một tinh xá của Sơn Trang. Căn phòng không lớn, nhưng rất tỉnh tế. Tiền Hân Đồng nhiệt tình giới thiệu từng bài trí và chức năng bên trong cho Lý Dục Thần. Khiến Lý Dục Thần được mở rộng tầm mắt, nội thất và đồ điện trong phòng đều là đồ thông minh đa năng, có thể điều khiển từ xa cũng có thể điều khiển bằng giọng nói. Cũng may có Tiền Hân Đồng giới tỉ nếu không Lý Dục Thần không biết gì, không có sách hướng dẫn. Ai có thể biết bồn cầu xả nước lại hô một tiếng với bồn cầu A Hoa, xả nước. Nhìn dáng vẻ trợn mắt há hốc miệng của Lý Dục Thần, Tiền Hân Đồng đắc ý cười, nói, do tôi cài đặt đấy. Lý Dục Thần gật đầu, cô không nói thì tôi cũng đoán được. Ngoại trừ Tiền Hân Đồng, có ai gọi Hoa Hòa Thượng là A Hoa, lại có ai có thể tinh quái nghĩ ra thay đổi lệnh hệ thống điều khiển bằng giọng nói bằng A Hoa, nên bất kể xả bồn cầu hay là bật đèn, tất cả đều biến thành. A Hoa, xả nước. A Hoa, bật đèn. A Hoa, kéo rèm. Lý Dục Thần khó mà tưởng tượng, rốt cuộc Hoa Hoa Thượng đã trải qua những chuyện quái quỷ gì, mới thân phục cô cả này.
Anh nhìn Tiền Hân Đồng nói, bây giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng, Vô Hoa xuất gia, thực ra là bị cô ép. Không phải, Tiền Hân Đồng phồng mồm, nói đến việc này tôi lại tức giận, anh đã điểm hóa A Hoa thành hòa thượng, bên cạnh tôi mất một vệ sĩ thì không nói. Gọi A Hoa, cứ cảm thấy mình đang nói, A Di. Lý Dục Thần nghĩ đến cô ta đi vệ sinh xong, hô A Di Đà Phật, xả nước, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cô nói xấu Phật như vậy, không sợ gặp báo ứng à? Xí, nếu Phật tổ còn không biết đùa chút trò đùa này, thì còn làm Phật tổ cái gì, anh nói phải không? Lý Dục Thần cười nói, nếu năm đó Đường Tam Tạng dẫn cô đến Thiên Trúc, thì đám hòa thượng Nã Len Đa đó nhất định không cãi được cô, nói không chừng sẽ cung phụng cô như nữ Bồ Tát. Tiên Hân Đồng nói, nếu Đường Tam Tạng dẫn tôi theo, ông ta sẽ không đến được Thiên Trúc, giữa đường sẽ hoàn tục. Lý Dục Thần ngẩn người, không khỏi cười lớn ha ha. Tiền Hân Đồng chớp mắt, khuôn mặt hiện nụ cười xấu xa, nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, A Hoa đã xuất gia, tôi gọi anh ta cũng không thú vị, hay là sau này đổi thành anh Lý xả nước, anh Lý, hát, ha ha ha. Tiền Hân Đồng cười ngặt nghẽo, một tay ấn bụng, khom cả lưng. Lý Dục Thần không ngờ cô bé này lại thích trêu đùa như vậy, trêu đùa Phật Đà xong, lại trêu đùa cả anh. Anh cũng không so đo, lắc đầu, nói, được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tiền Hân Đồng mãi mới ngừng được cười, nói, ồ, được. Nói xong liền đi vào phòng vệ sinh. Lý Dục Thần cho rằng cô ta đi vệ sinh, cũng không quản, liền ngồi thiền trong phòng. Một lúc sau, thì nghe thấy Tiền Hân Đồng hô, anh Lý, nước tắm có sẵn rồi, anh vào tắm đi. Lý Dục Thần trải qua lôi kiếp, đã là cơ thể tiên nhân. Tuy còn không bằng chân tiên tinh khiết sau khi trải qua 9 lần lôi kiếp, nhưng nửa năm một năm không tắm, cũng sẽ không bẩn. Bèn nói, tôi không cần tắm. Tiền Hân Đồng đứng ở cửa phòng tắm, cười hi hi nói, yên tâm đi, anh Lý, tôi sẽ không nhìn trộm đâu. Lý Dục Thần bị cô ta chọc cho khóc cười không xong, nghĩ tắm một cái cũng được, chưa từng sử dụng phòng tắm cao cấp của nhà họ Tiền, coi như trải nghiệm một lần. Bèn vào phòng tắm, đóng cửa. Ngâm mình thoải mái trong bồn tắm lớn sang trọng. Từ trong phòng tắm đi ra, về đến phòng, thì phát hiện Tiền Hân Đồng đã nằm trên giường, chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa thật mỏng tang, thoát ẩn thoát hiện. Lý Dục Thần kinh ngạc nói, cô làm gì thế hả? Tiền Hân Đồng nằm nghiêng người, dáng người lung linh, khuôn mặt nở nụ cười vừa yêu mị vừa xấu xa, nói, đi ngủ. Cô ngủ ở đây, đây là phòng của tôi, đương nhiên là tôi ngủ ở đây, nếu không phải ngủ ở đâu. Phòng của cô, phòng này không phải ông cụ Tiền sắp xếp cho tôi sao? Ha ha ha, Tiền Hân Đồng vui vẻ bật cười, ông nội tôi bảo tôi sắp xếp chỗ ngủ cho anh, tôi sắp xếp cho anh đến phòng của mình, có vấn đề gì sao? Anh cũng không nghĩ xem, nếu là phòng khách, làm sao có thể dùng từ A Hoa, làm lệnh sai khiến? Anh ấy à, ngốc muốn chết. Lý Dục Thần phát hiện cô gái này rất quỷ quái, chẳng trách Tiên Nhược Vọng không trị được cô ta. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ khi nào đủ tập mình sẽ đăng nha. Hết tập 21.